hôm nay chủ đề là tâm là cội gốc của mọi điều khổ vui. Trên cuộc đời thì có rất là nhiều những cái nỗi khổ và niềm vui, và mình sẽ thấy ngay ở trong chính bản thân mình, trong cuộc sống của chính mình vậy. Đôi khi mình sẽ gặp những cái nỗi khổ đau cả về thân thể vật chất này, cũng có khi mình sẽ gặp những cái nỗi khổ về tinh thần, đó là những cái sự sầu bi ưu não ở trong nội tâm. Và cái cuộc sống của con người ở trên thế gian nó luôn có những cái sự bất đồng, như là có những cái người thì có thể sẽ có được cái sự an vui nhiều hơn, nhưng mà cũng có người thì sẽ có cái sự kém may mắn và có những cái bất hạnh, có những cái khổ đau nhiều hơn. Vậy nên là trên cuộc sống sẽ có những cái người được sống lâu, những người chết sớm, có những cái người an vui, có những cái người khổ đau, có những cái người thì mạnh khỏe, có những cái người thì yếu ớt, bệnh tật, ốm đau, có những cái người thì dư giả về tài sản, có những cái người thì luôn luôn thiếu thốn. Như vậy, có những người có sắc đẹp, có những người thì không có sắc đẹp, có những người có thông minh trí tuệ, nhưng mà cũng có những cái người thì ngu si lận đội. Thì đấy là những cái nỗi khổ vui ở trên cuộc sống, nó luôn luôn có cái sự bất đồng như vậy. Bởi vì là trong cái tư tưởng, trong cái tâm lý của con người, trong những cái hành động, trong những cái tội phước của con người, nó không giống nhau, cho nên là nó tạo ra cái cuộc sống bất đồng, không giống nhau như thế. Hay nhìn sâu rộng hơn một chút nữa, thì mình sẽ thấy là ngoài cái cõi người này, còn có rất nhiều những cõi sống khác nhau. Và những cái mức độ khổ vui ở các cái cõi sống khác nhau ấy, nó lại có cái sự chênh lệch nhau rất là lớn. Như là sẽ thấy giữa cái cõi người với những cái loài súc sinh đã có cái sự khổ vui chênh lệch khác xa một trời một vực rồi. Bao nhiêu những cái loài muôn thú sống ở trên người ta sống bằng những cái quy luật là mạnh được yếu thua, loài này cắn xé ăn thịt loài kia, có cái sự tàn sát lẫn nhau. Đấy nó cũng là một cái nỗi khổ của những cái chúng sinh mà sinh ở những cái cõi khổ. Nhưng mà những cái cõi khổ đấy vẫn chưa phải là lớn nhất. Ngoài những cái cõi khổ ấy ra còn có những cái cõi khổ đau nó còn lớn hơn nữa rất nhiều, mà mắt thường mình không thấy được. Mình thì có thể thấy, mình chỉ có thể biết được ngoài cái cõi khổ này còn có những cõi khổ khác, do trong kinh điển Đức Phật đã dặn các bậc thánh nhân, các bậc đắc đạo, những bậc có thiên nhãn có thể thấy được những cái cõi địa ngục, những cái chúng sinh ở trong đấy còn khổ đau bất tận hơn rất nhiều. Có những cái cõi ngã quỷ cũng chịu nhiều cái nỗi cực khổ, khốn khổ, khổ đau khốc liệt. Và ngoài những cái cõi khổ này thì vẫn có những cái cõi hạnh phúc, có những cái cõi sống an vui, mà cái sự hạnh phúc an vui ấy còn thù thắng hơn, còn vi diệu hơn là những chúng sinh hưởng những cái ngũ dục ở trên thế gian rất nhiều. Đó là các cái cõi thiên giới, các cái vị thần tiên, các cái cõi chư thiên, các cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, các cái cõi trời vô sắc giới. Như vậy thì trong thế giới này có 31 cõi sống khác nhau, và tùy theo cái tâm lý của con người, tùy theo những cái phước đức của con người mà ở mỗi cái cõi sống ấy có những cái sự cảm nhận, có những cái sự cảm thọ về những cái nỗi khổ niềm vui hoàn toàn khác nhau. Như vậy mà tất cả những cái nỗi khổ niềm vui này nó đều sinh ra, đều cội nguồn cội gốc của nó đều sinh ra từ trong tâm lý, đều sinh ra từ trong ý thức của con người, của tất cả chúng sinh ấy, chứ nó không phải là do có một cái vị thượng đế hay là có một cái đấng sáng tạo hay có một cái vị nào có cái năng lực thần quyền có thể
cho cái người này sống ở cái cõi khổ, cho cái người kia sống ở cái cõi vui, cho cái người này được an vui hạnh phúc thì người ấy được an vui hạnh phúc, cho cái người kia phải bất hạnh khổ đau thì cái người kia phải bất hạnh khổ đau. Thì cái tư tưởng có một cái vị có cái năng lực thần quyền như vậy thì không phù hợp với những cái giáo pháp của các bậc giác ngộ. Nếu như có những cái tư tưởng ấy, những cái giáo pháp ấy thì đó là một cái sự mê hoặc, đó là một cái sự tà kiến, đó là cái sự sai lầm của con người. Và những cái người đời ở thế gian do cái sự chi kiến, do cái nhận định, do cái ý thức của con người trên đời có cái sự hạn chế, có cái sự hiểu biết không tường tận về những cái nội tâm của mình, cho nên là có rất nhiều cái tư tưởng khác nhau. Có những người người ta sẽ cho rằng là những cái nỗi khổ đau ấy của con người có thể là do có cái sự tác động từ những cái sự tự nhiên, hay là có cái sự tác động từ những cái tha lực thần quyền nào đấy, cho nên ở trên đời người ta sống với rất nhiều những cái tư tưởng, với rất nhiều những cái nghi lễ, rất nhiều những cái tập tục nó khác nhau. Như là về bảo những cái dịp đầu năm như thế này, người ta sẽ theo những cái truyền thống tục lệ, sẽ nghĩ rằng là cái nỗi khổ niềm vui của con người nó là năm nay nó là do cái tuổi này tốt, tuổi này xấu, năm nay là có cái sao tốt, sao xấu. Vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng là phải đi dâng sao giải hạn, phải đi cúng lễ để cầu tài, cầu độc, cầu bình an. Rồi người ta nghĩ rằng là làm những cái việc gì đó mà muốn cho cái công việc ấy nó được thuận lợi tốt đẹp thì người ta cần phải chọn cái năm tốt, cái tuổi tốt, cái tháng tốt, cái ngày tốt, giờ tốt. Thì đấy nó đều là những cái tư tưởng nó đã có cái tính rất là phổ thông, rất là ăn sâu vào trong tư tưởng, trong tiềm thức, trong tâm lý của mọi người trên thế gian. Nhưng mà với cái giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp của bậc giác ngộ, một cái bậc chánh đẳng giác, bậc toàn tri diệu giác, thì lại không thừa nhận những cái tư tưởng ấy, tất cả những cái điểm tốt xấu ấy không phải nó sinh ra từ cái đất trời, từ cái ngày tháng, từ cái năm tháng gì hết, mà cái cội gốc, cội nguồn của tất cả những cái phước lành hay tất cả những cái rủi ro bất hạnh nó đều phát sinh từ trong cái tâm của con người. Vì vậy cho nên là có ba cái nhân, cái tâm mà có thể gây nên tất cả cái nỗi khổ đau của con người, đó chính là cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Khi mà trong nội tâm của mình khởi lên một cái tâm tham, rồi mình có thể từ cái tâm tham ấy mà mình phát sinh ra thành những cái lời nói gì, thì cái lời nói ấy là lời nói bất thiện, cái lời nói ấy sẽ để ra những cái nghiệp bất thiện về khẩu nghiệp, và sẽ cho ra cái quả báo khổ đau bất hạnh ở tương lai. Hay từ cái tâm tham ấy nó phát sinh ra thành những cái hành động như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái hành động bất thiện ở thân, ở khẩu ấy, thì tất cả những cái hành động ấy nó để ra những cái nghiệp bất thiện, và từ cái nghiệp bất thiện ấy nó sẽ cho mình cái quả báo ở trong tương lai, có thể ở ngay trong đời hiện tại, hoặc là trong đời kiếp tương lai gần, hoặc những cái đời kiếp tương lai xa hơn nữa, thì đó sẽ là những cái quả báo của cái sự sầu bi khổ yêu não ở cái cõi này hay cõi khác. Cũng như vậy, nếu như trong tâm của mình khởi lên cái tâm sân hận, khởi lên một cái phiền não nó thuộc về tâm sân, như sân về cái sự tức giận, hay là cái tâm sân đó là cái sự ganh tị, hay cái tâm sân đó là cái sự mỏng xẻng, hay cái tâm sân đó là cái tâm sân của sự trạng hối, hay là cái sự sầu bi ưu não gì đấy, cái ác ý não hại gì đấy, mà nó đã khởi lên một cái nội tâm ấy, rồi từ cái tâm ấy mà nó phát sinh thành những cái hành động, thành những cái lời nói, thì nó sẽ để lại những cái nghiệp ác, những cái nghiệp bất thiện thuộc về cái tâm sân ấy, từ
cái đó mà nó cho ra cái quả báo khổ đau, thì cái mức độ những cái tâm bất thiện đấy nó lớn nhỏ khác nhau, cho nên là cái nghiệp đấy nó cũng có cái nghiệp nặng nghiệp nhẹ, cho nên nó có cái quả báo là cái sự khổ ấy đôi khi nó ở cái mức thấp, mà đôi khi nó cái nỗi khổ ấy nó sẽ ở cái mức độ cao hơn. Như vậy từ trong nội tâm mình có những cái tâm tà kiến, có những cái tâm lý ý thức mà mình hiểu sai vấn đề, mình không hiểu đúng vấn đề, rồi từ ấy phát sinh ra những lời nói sai trái, những hành động sai trái, và nó để lại những cái ác nghiệp, và chính từ những cái ác nghiệp ấy mà nó cho ra cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Vậy thì tất cả những cái nỗi khổ ấy nó đều phát sinh từ trong chính, nó chỉ phát sinh từ ba cái tâm, từ tâm tham, tâm sân, tâm si, đó là cội gốc của tất cả những cái sự khổ đau ở trên cuộc đời, ở tất cả những cái cõi sống khác nhau. Đấy là cái cội gốc của khổ đau. Thì cũng như vậy, cái cội gốc của tất cả những cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc ở cái cõi nhân thiên, hay là những cái sự an lạc ở những cái những cái bậc đã giác ngộ giải thoát, cũng phát sinh ra từ ba cái tâm, đó là tâm vô tham, tâm vô sân và tâm vô si. Thì với bất cứ một khi nào khởi lên một cái tâm vô tham, vô sân, vô si ấy, mà nó phát sinh ra thành những cái hành động, thành những cái lời nói, thì những cái hành động ấy đó sẽ để lại những cái nghiệp thiện này, và những cái nghiệp thiện này ấy sẽ cho ra cái quả báo an vui. Và cái mức độ vô tham, vô sân hay vô si của con người nó có thấp có cao, chính vì vậy mà ở những cái mức độ an vui nó có thấp có cao. Vì vậy mà ở trên thế gian này có những cái người an vui ở cái mức độ thấp, có những cái người người ta có được cái mức độ an vui ở cái mức độ cao. Và ngoài cái cõi người này có những cái cõi thiên giới, có những cái cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và những cái cõi ấy, những cái cảnh giới ấy cũng có những cái mức độ cao thấp khác nhau. Vậy nên là với một cái người nào hiểu ra được cái cội nguồn khổ vui, nó không phải là từ những cái đấng tạo hóa thiên thần gì đưa đến, mà cũng không phải là do cái tự nhiên, do đất trời, do ngày tháng, do cái sao vận hạn gì nó đưa đến, mà nó đưa đến, nó phát sinh ra từ chính trong cái nội tâm của mình. Vậy thì một cái người nào muốn thoát khổ đau thì mình không cần phải đi cầu xin cái sự thoát khổ đau đấy ở đâu xa, mà hãy quay trở về với chính cái nội tâm của mình, để mình diệt trừ cái cội gốc của khổ đau ở trong chính nội tâm mình. Mình muốn có được cái sự an vui, có được cái sự an lạc, có được cái sự hạnh phúc ở cái mức độ thì mình cũng không cần phải đi cầu xin ở đâu, không cần phải đi tìm kiếm ở đâu, mà hãy quay trở về với nội tâm của mình để mình xây dựng cái an vui ấy, để mình xây dựng cái hạnh phúc ấy ở ngay chính nội tâm của mình mà thôi. Thì với một cái vì vậy cho nên từ ngàn xưa đến nay thì đối với giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Phật luôn luôn hướng con người trở về, dành tất cả cái thời gian và hầu như là dành tất cả cái cuộc đời này để phát triển cái nội tâm, để chữa lành những cái bệnh về tâm, để diệt trừ những cái khổ đau nó ở ngay chính trong nội tâm của chính mình chứ không phải ở đâu xa. Thì đó chính là những cái giáo pháp của Đức Phật, tuy có tới 84.000 pháp môn khác nhau, nhưng tất cả những pháp môn ấy đều chỉ dạy những cái phương pháp để cho mình đối trị nạn với những cái tâm bất thiện, để cho mình phát triển lên những cái tâm thiện. Mặc dù là có rất là nhiều những cái pháp môn tu tập khác nhau, nhưng tất cả những cái pháp môn tu tập ấy đều là những cái pháp môn tu tập về nội tâm, đều là chỉ hướng để quay về, để phát triển cái nội tâm. Đó là những cái cách thức tu tập nội tâm khác nhau, để tuần tự từ thấp đến cao. Nên là
với một cái người bắt đầu tu tập thì như là cái người đấy mình phát nguyện là con xin thọ trì giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái hành động ấy, khi mình khởi lên cái phát nguyện như vậy và khi mà mình đối diện trước một cái hoàn cảnh như là có một cái chúng sinh nào đấy nó xuất hiện ở phía trước mình và mình khởi lên một cái tư tưởng là một là mình sẽ giết hại cái mạng sống của chúng sinh này, hai là mình sẽ không giết hại mạng sống của chúng sinh này. Và nếu như mà cái lúc ấy khi mà một cái người ấy sẽ khởi lên hai cái tư tưởng như vậy, một là nếu như mình giết một cái chúng sinh nào đấy thì nó phải có cái sự tác ý ở trong đấy, nên đó là mình khởi lên cái ý muốn giết cái chúng sinh này và mình cố ý giết cái chúng sinh này, thì lúc đấy mình cái tâm cố ý giết hại mạng sống của chúng sinh đó nó sẽ là một cái ác ý, nó sẽ là một cái tâm bất thiện. Hay là ngay trong lúc ấy mình khởi lên một cái tâm là ta sẽ cố ý tránh xa, ta sẽ cố ý tránh né, ta sẽ cố ý không giết hại mạng sống của chúng sinh này, thì đấy là cái thiện hay cái ác nó sẽ khởi lên ở trong nội tâm mình, đó là mình có cố ý làm cái việc ấy hay không, mình cố ý sát sinh hay cố ý tránh xa sát sinh. Thì cái tâm cố ý đấy được gọi là tâm sở tư, được gọi là cái nó sẽ tạo ra cái nghiệp thiện hay ác ở đó, và những cái tâm bất thiện hay là những cái tâm thiện nó sinh lên từ ở đó, hay là những cái khổ đau nó sinh lên ở đấy và an vui nó sinh lên ở đấy, cái nghiệp thiện nghiệp ác nó sinh lên ở đấy. Chứ nếu như mà một cái người mình không cố ý, mình chỉ là một cái người vô tình, mình vô tình mà sát sinh thì nó không tạo thành tội, nó không tạo thành phước. Mình tất cả những cái việc gì trên thân mình hay là những cái lời nói của mình làm mà không có cái sự cố ý, không có cái sự chủ động, không có cái sự tác ý của nơi tâm thì nó không tạo thành thiện ác, mà nó phải có sự chủ động, có sự tác ý, có sự cố ý từ nơi tâm nó mới tạo ra thiện ác. Và cái cội nguồn của cái sự khổ vui nó sinh ra từ cái tâm mà mình tác ý ấy, mà mình cố ý ấy, mà mình chủ động làm cái việc ấy. Thì như vậy, vậy thì khi mà mình đã giữ cái giới nó là không sát sinh thì mình nó không phải là khi mình khởi lên cái tâm cái nguyện hay là mình đặt lên cái lời nói là con xin thọ trì giới, không tránh tránh xa sự sát sinh, không giết hại chúng sinh, thì không phải là vì vậy mà nó thành tựu, không phải vì vậy mà mình đã trở thành một cái người sống hướng thiện, một cái người là đã thành tựu được cái giới không sát sinh. Mà cái giới nó phải thành tựu khi nào mình đứng trước một cái hoàn cảnh đó là mình sẽ sát sinh hay không sát sinh, tức là có một cái chúng sinh ở trước mặt mình và mình sẽ cố tình sát sinh hay cố tình tránh xa nó. Và nếu như lúc ấy cái thiện tâm của mình nó mạnh hơn, mình sẽ cố ý tránh xa giết hại cái chúng sinh này, và cái mức độ ấy mình có thể là tránh xa một cách đơn giản, không có cái sự tổn hại gì. Nhưng đôi khi cũng có những cái lúc mình sẽ phải đánh đổi cả những cái lợi ích ở hiện tại để thành tựu được những cái nghiệp thiện này, như là có thể là vì cái hành động cố ý tránh xa sát sinh này mình có thể sẽ có cái sự tổn hại đến đến những cái tài sản hiện tại này. Có những cái có khi là vì cái hành động tránh xa mình không giết hại chúng sinh này mình sẽ có cái sự tổn hại đến thân thể này, thậm chí có khi phải có cái sự tổn hại đến cả cái mạng sống này. Đấy là nếu như mà mình là một cái người vẫn có thể chấp nhận cái sự tổn hại ấy để giữ được cái hạnh đó là không sát sinh ấy, thì cái lúc ấy cái giới hạnh ấy nó mới thật sự là viên mãn, nó mới thật sự là thành tựu, thì cái tâm thiện ấy nó mới thật sự là mạnh mẽ. Còn nếu như có người mình chỉ khởi lên cái ước nguyện là ta sẽ không sát sinh, nhưng mà chỉ trong cái hoàn cảnh, trong cái trường hợp đó là mình có thể giữ được nhưng không tổn hại gì, không mất mát gì thì mình mới giữ.
Còn khi mà mình cảm thấy nó có cái sự tổn hại đến cái lợi ích gì đó của bản thân mình, có cái sự tổn hại đến tài sản, đến thân thể mình, là mình sẽ không thể làm được, mình không dám làm nữa, thì lúc đấy cái tâm bất thiện của mình nó vẫn còn mạnh hơn được cái tâm thiện, và mình sẽ dễ dàng tạo ra những cái ác nghiệp. Đấy là mình phải đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy thì mình mới nhận định được là mình thiên hướng với cái nội tâm của mình nó thiên hướng về cái thiện hay cái ác, cái gì nó mạnh hơn. Và cái khuynh hướng mình như vậy thì mình sẽ gieo được cái nhân này hay là gieo cái nhân bất thiện, nó từ cái sự tác ý, từ sự cố ý ấy. Như vậy với một người mà mình đã thọ trì cái giới đó là không lấy trộm cắp, nhưng khi mình khởi lên cái niệm như vậy, mình đọc lên cái lời là con thọ trì giới không lấy trộm cắp của ai, thì không phải vì vậy mà nó đã thành tựu, không phải vì vậy mà mình đã trở thành một cái người chân chánh không có lấy trộm tài sản của người khác. Mà cái điều ấy nó phải thành tựu khi nào mình đứng trước cái cơ hội mà mình có thể lấy được tài sản của người khác. Lúc ấy trong tâm mình có thể khởi lên cái ý nghĩ ta có thể lấy tài sản của người này, và lúc ấy nếu như mình lấy thì cái việc đó nó cũng sẽ thành tựu dễ dàng. Và lúc đấy cái nội tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái ý nghĩ là ta sẽ tránh xa, không lấy tài sản của người này, không lấy trộm cắp cái tài sản của cái người khác, vì đó là một cái tài sản có chủ sở hữu. Và nếu như mình khởi lên cái ý muốn đấy và mình cố ý lấy nó, thì lúc ấy nó sẽ có cái tâm cố ý lấy hay cả cố ý tránh xa. Và hai cái tâm ấy, cái tâm nào nó mạnh hơn? Nên nếu như mà không lấy cái tài sản này, mà mình có thể chấp nhận là dù không lấy cái tài sản này, mình có cái sự thiệt thòi, có cái sự thiệt hại cho bản thân mình, thì mình cũng sẽ không bao giờ lấy, vì đó là cái tài sản của người khác. Và cái sự tác ý, cái sự cố ý và cái sự đấu tranh ấy, nó sẽ là cái ranh giới của hai cái tâm thiện và tâm ác. Một cái là tạo những cái thiện nghiệp hay một cái tạo cái ác nghiệp, nó sẽ sinh ra ở trong cái hoàn cảnh ấy. Vậy thì với một cái người nào mà mình có thể chiến thắng được cái tâm thiện, nó chiến thắng cái tâm bất thiện, thì lúc đấy mình mới thành tựu được cái giới hạnh, đó là thành tựu được cái giới là không lấy trộm cắp của người khác. Còn nếu như lúc ấy mà cái tâm bất thiện của mình nó mạnh hơn, dù mà mình có phát nguyện đấy, nhưng mà đứng trước một cái cơ hội nó quá dễ dàng có thể lấy cái tài sản của người khác và mình đã không kiềm chế được, thì lúc đấy cái tâm bất thiện của mình nó vẫn còn lớn hơn, cái tâm bất thiện nó vẫn còn mạnh hơn. Thì đấy là cái ranh giới của cái thiện ác. Và cũng như vậy với cái giới tà dâm, một cái người có thể phát nguyện thọ trì giới không tà dâm, nhưng mà cái giới ấy nó cũng chỉ thành tựu khi mà mình đứng trước một cái cơ hội là có thể tà dâm hoặc là mình sẽ không tà dâm. Như thế cái tâm nào mà nó mạnh hơn, nó có thể chiến thắng cái tâm tà dâm hay cái tâm tránh xa tà dâm, nó sẽ mạnh hơn và mình đã chiến thắng cái tâm thiện, nó đã chiến thắng được cái tâm bất thiện, thì lúc ấy mình mới thành tựu được cái giới hạnh. Và nói dối cũng thế, khi mình đứng trước một cái hoàn cảnh mà lựa chọn giữa cái nói dối hay không nói dối, và mình đã lựa chọn cái nào, mình đã thiên hướng tâm về cái nào, về cái lời nói chân thật hay về cái lời nói dối trá này, và cái mình đã xử sự như thế nào, mình đã hành động như thế nào, trong cái lúc mà mình đứng trước cái hoàn cảnh là sẽ nói dối hay nói thật. Đôi khi nói ra những cái lời nói thật, không nói dối này sẽ mất mát, sẽ tổn hại, sẽ mất lòng. Nhưng mà mình vì cái gì? Vì cái giới hạn hay là mình vì cái lợi ích ở hiện tại hay là vì cái lợi ích ở tương lai? Và đấy là cái tâm cố ý hướng thiện của mình nó mạnh hay cái tâm bất thiện nó mạnh, thì trong cái lúc đấy nó mới kiểm nghiệm được, mới nhận định ra được.
Và cũng như vậy, khi mà mình phát nguyện trong trì giới là không uống rượu và các chất say, thì chỉ khi nào mà có những cái có rượu ở trước mặt mình, hay có những cái người, hay đứng trước một cái hoàn cảnh mà có người nào đấy ép mình uống rượu, và lúc đấy mình cảm để mình không từ chối được, thì lúc đấy mình vẫn là người chưa có giới hạn, chưa phải là người đã thành tựu được cái tâm thiện, hay là cái tâm bất thiện của mình nó vẫn còn mạnh hơn. Còn với một cái người mà đã quyết tâm giữ cái giới ấy, thì dù mình có bị mất lòng, hay là mình có cái sự tổn hại đến những cái tài sản, đến thân thể của mình ở ngay trong hiện tại, mình cũng sẽ chấp nhận để giữ gìn cái hành động thiện, cái tâm thiện ấy. Thì cái lúc đấy cái giới hạnh nó mới được thành tín. Thì trong cái cuộc sống này, ở cái kiếp người này, nó sẽ luôn luôn như thế, luôn luôn đứng trước những cái ranh giới giữa cái thiện và cái ác như vậy. Hay trong hàng ngày như vậy, cái tâm của mình vẫn cứ có lúc thì nó khởi lên những cái tâm tham, và cũng có lúc thì nó lại khởi lên cái tâm vô tham, và nó luôn luôn có cái sự đấu tranh ở trong nội tâm như vậy. Và cũng có lúc mình để cho cái tâm tham đấy nó chi phối, nó kéo dài suốt cả một cái thời gian. Nhưng mà cũng có khi mình chế ngự được cái tâm tham ấy, đè nén được cái tâm tham ấy, làm cho cái nội tâm của mình nó được thanh tịnh, được an nhiên tự tại. Và những cái lúc mà mình khởi lên cái tâm tham như vậy, mình sẽ luôn luôn cảm thấy ngay trong cái lúc đấy nó cũng có cái sự khổ, nó cũng có cái sự không được thỏa mãn, nó cũng có được cảm thấy nó cũng như là bị thiêu đốt, bị chính cái tâm tham ấy nó cũng làm cho mình đau khổ ở ngay trong hiện tại. Và nó từ cái tâm tham ấy mà mình phát sinh ra những cái hành động gì, thì nó lại để lại những cái ác nghiệp tương lai. Như vậy, trong tâm mình đôi khi mình cũng bị những cái tâm sân nó chi phối, nó ngự trị, và nó làm, nó sai khiến mình phải làm việc này, làm việc khác, do cái tâm sân đấy nó sai khiến. Nếu như mà cái tâm vô sân của mình nó yếu, nó không chế ngự được cái tâm sân đấy, thì mình sẽ bị cái tâm sân đấy nó sai khiến, nó điều khiển cả vào những cái lời nói, cả vào những cái hành động, thì đó là mình sẽ tạo nên được rất nhiều những cái ác nghiệp. Như vậy, có những lúc tâm mình bị những cái tâm tà kiến nó chi phối, bị những cái tâm phóng dật, bị những cái hoài nghi, bị những cái vô minh nó chi phối, mà cái trí tuệ của mình nó yếu, nó không chế ngự được, thì mình sẽ bị những cái tâm ấy nó chi phối ngự trị rất là lâu dài, và đó là cái con đường mà mình sẽ đi đến cái khổ đau. Và nên trong giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều những cái pháp môn, nhưng tất cả những cái pháp môn ấy đều hướng đến để đối trị với cái tâm tham, để đối trị với tâm sân, và để đối trị với cái tâm si này. Và có rất là nhiều những cái cách thức, những cái sự tu tập khác nhau, thì cũng là để cho mình mỗi ngày giảm bớt đi những cái phiền não này, những cái tham sân si ở trong nội tâm này. Thì những bước đầu tiên mà với một cái người mình muốn quay trở về để tu tập phát triển nội tâm, thì đúng là cần phải học cái giáo pháp, cần phải nghe cái giáo pháp để mình phân biệt ra, để hiểu ra được đâu là cái chánh, đâu là cái tà, đâu là cái thiện, đâu là cái ác. Có những người khi mà mình chỉ nghe giáo pháp thôi, mình chỉ nghe giảng Phật pháp, mình biết được rằng những cái việc làm bất thiện nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau, như là cái người hay sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau mà mình sẽ gặp nạn ở trên cuộc đời. Như là cái chiến tranh ở trên cuộc đời nó cũng sinh ra từ những cái hành động bất thiện, những cái thiên tai, những cái tai nạn, những cái dịch bệnh, những cái nỗi khổ, những cái bệnh tật ốm đau ở trên thân thể của mình cũng vậy, nó cũng đều sinh ra từ những cái nhân của những cái hành động sát sinh, hay trộm cắp, hay tà dâm, hay nói dối, hay uống rượu. Nên là với nghe được những cái điều giáo pháp như vậy, cho nên khi mình làm một cái việc gì đó, một cái việc bất thiện gì đó, mình sẽ khởi lên cái tâm
hổ thẹn, ghê sợ, cảm thấy ghê sợ những cái nỗi nầm này. Nếu như một cái người không nghe Phật pháp, người ta sẽ làm bất cứ một cái việc gì đó với một cái tâm vô tàm vô quý, với một cái tâm rất là thản nhiên, và người ta không có một cái chút nào, không có một cái chút do dự, không có một cái chút e sợ gì đối với những việc bất thiện ấy. Với một cái người chưa từng được nghe giảng về giáo pháp, nghe giảng về những cái sự thật, hay người ấy không có niềm tin vào nhân quả, không có niềm tin vào nghiệp báo, không có niềm tin vào sự thật, hay thì cái người đấy là người có tà kiến, không có chánh kiến. Người ta có thể không tin có đời trước, không tin là có đời sau, không tin là có những cái nghiệp quả của, không có quả báo của những cái nghiệp bất thiện, không tin là có phước lành của những cái nghiệp thiện. Thì khi làm những cái việc tốt, việc xấu gì thì người ta sẽ thản nhiên, không có một chút e ngại, không có một cái chút hổ thẹn, ghê sợ gì. Còn với một những người có nghe giảng, có được cái niềm tin về nhân quả, về cái nghiệp báo, về cái sự luân hồi tái sinh, thì khi mình làm bất cứ một cái việc có lầm nào đấy, mình cũng sẽ cảm thấy nó có cái sự ghê sợ ở trong đấy, và chính cái sự hổ thẹn, cái nỗi lầm, cái tội lỗi ấy, sự ghê sợ những cái tội lỗi ấy, thì những cái việc bất thiện của mình càng ngày nó sẽ càng giảm đi, càng ngày càng giảm bớt đi, không làm những cái ác nghiệp nữa, và những cái thiện nghiệp dần dần nó sẽ tăng trưởng lên. Nên là cái việc đầu tiên mà của một cái người có cái sự học pháp, có nghe giảng về Phật pháp, thì cái người ấy cũng sẽ từ bỏ được rất nhiều những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp ở nơi thân, những cái ác nghiệp ở cái nơi lời nói thì mình có thể chế ngự, có thể đoạn trừ được. Và chính vì mình có nghe giảng Phật pháp, cho nên mình sẽ hướng đến cái việc làm việc phước, làm việc thiện nhiều hơn. Mình tin rằng là những cái việc như bố thí, làm những cái thiện nghiệp sẽ để lại những cái phước này, sẽ để lại nhiều cái sự an vui nơi nào cho bản thân mình. Vì vậy người ta sẽ làm những cái thiện pháp nhiều hơn, những thiện nghiệp nhiều hơn, phụng sự sẽ nhiều hơn. Và ngay trong cuộc sống vậy, mình cũng sẽ luôn luôn có cái sự cái tâm lý của mình vậy, sẽ luôn luôn có cái sự đấu tranh giữa những cái việc làm việc thiện hay không làm việc thiện. Ngay cả trong khi mình làm cái việc bố thí thôi, mình cũng sẽ phải luôn luôn có cái sự đấu tranh với giữa cái tâm xả ý, cái tâm với cái tâm bỏ sẻ. Đôi khi nó sẽ có cái sự nuối tiếc ở trong đấy, đôi khi nó lại có cái tâm hoan hỉ ở trong đấy. Nhưng mình với một cái người mà không có cái niềm tin thì người ta không bao giờ muốn làm cái việc như là bố thí hay là theo những cái nhân này. Nhưng với một người có niềm tin rồi thì nó còn tùy thuộc vào cái niềm tin của người ấy, mức độ mạnh yếu khác nhau, nên là lúc ấy nó sẽ luôn luôn có cái sự đấu tranh như vậy. Mình có nên làm cái việc này hay không nên làm việc này. Vậy thì trong tâm vận, một cái tâm thiện hay một cái tâm bất thiện, nó cũng luôn luôn có cái sự đấu tranh như thế. Những cái tâm tham với vô tham đấu tranh, tâm sân với vô sân nó đấu tranh, những cái tâm si với cái trí tuệ nó sẽ đấu tranh với nhau. Và đó là những cái sự thiện ác nó sẽ đấu tranh liên tục như vậy. Thì với một cái người có học Phật pháp thì mình sẽ hỗ trợ được cho những cái tâm thiện này nó mạnh lên, và nó sẽ lấy đó làm cái động lực để nó làm cho những cái tâm tham sân si nó yếu đi, và những cái tâm vô tham vô sân vô si bắt đầu nó sẽ được mạnh lên. Thì khi mình nghe giảng Phật pháp vậy thôi là những cái tâm tham sân si của mình nó cũng đã được suy yếu đi một phần, tham sân si vô tham vô sân vô si nó cũng đã mạnh lên, nó đã tăng trưởng lên được một phần rồi, nhưng mà nó chưa thể đạt được đến cái sự toàn phần. Nó có thể những cái tâm vô tham vô sân vô si ấy nó có thể mạnh lên, mình có thể chế ngự được nó ở những cái nói, chế ngự được nó ở những cái hành động. Nhưng mà chỉ có học giáo pháp hay mình học chỉ những cái pháp về giữ giới này,
thì nó sẽ chế ngự được những cái tâm tham đấy ở cái mức độ thô, ở cái mức độ thấp, chứ nó không chế ngự được ở cái mức độ cao. Mà muốn chế ngự được những cái tâm tham sân si ở mức độ cao thì cần phải thọ trì, thì cần phải thực hành những cái pháp tu tập ở những cái mức độ cao hơn nữa thì mới đối trị, mới diệt trừ được nó. Thì ở cái mức để đối trị, để đào được tận gốc rễ của những cái tâm tham sân si ấy ở trong nội tâm của mình thì cần phải thọ trì những cái pháp tu tập về tâm và những cái pháp tu tập về tuệ. Thế cho nên là có cái sự tu tập về thân, có sự tu tập về tâm và có cái sự tu tập về tuệ. Thì ở mỗi một cái mức độ mà những cái tâm bất thiện nó sẽ yếu đi một mức độ và những cái tâm thiện đấy nó sẽ mạnh lên một mức độ nữa. Thì ở cái mức độ nữa đó là mình cần phải phát triển cái chánh niệm tỉnh giác để mà đối trị với những cái tâm tham sân si làm cho nó không sinh khởi lên nữa. Thì đó là những cái pháp tu tập về thiền định và những cái pháp tu tập về thiền quán đấy mới là những cái pháp tu tập ở cái mức độ cao nhất để có thể đối trị được với những cái phiền não, những cái tâm bất thiện này ở mức độ cao nhất được. Thì vậy nên là khi mà mình làm một cái người tu tập về nội tâm ấy, mình sẽ với một cái người thiện xảo mình sẽ nhìn nhận là xem là mình thuộc vào hạng người nó thiên nặng về cái tánh gì. Có những người thiên nặng về tánh tham, có người thiên nặng về tánh sân, có người thiên nặng về tánh si. Có người thiên nặng về tánh tham nặng hơn thì mình sẽ thấy rằng trong tâm mình nó sẽ hay hướng đến những cái cảnh đẹp ở bên ngoài và nó sẽ ưa thích những cái cảnh đẹp nhiều hơn. Những người ưa thích cảnh tham, nên có cái cảnh tham mạnh là do mình hay tư duy, hay tác ý đến những cái định tướng, tức là mình luôn luôn nhìn vào những cái khía cạnh khả ái, đáng yêu của những cái cảnh vật, về những cái cảnh sắc đẹp ở bên ngoài, những cái âm thanh hay, những cái mùi hương, những cái vị ngon, những cái sự xúc chạm êm ái. Đấy là những cái cảnh ngũ dục, nó rất là hấp dẫn, nó rất là khả ái và mình rất là ưa thích những cái cảnh ấy. Thì cái người ấy thuộc vào cái hạng người có cái tánh tâm tâm tham nó mạnh, nhưng mà cũng có người thì cái tánh sân nó mạnh hơn. Cái người có tánh sân mạnh hơn thì cái người ấy ít khi nhìn vào những cái cảnh khả ái mà lại hay nhìn vào những cái cảnh xấu xa, là mình nhìn đâu mình cũng thấy có những cái lỗi lầm, mình nhìn đâu mình cũng thấy có những cái điều xấu, có những cái điều không tốt đẹp, nhìn đâu cũng thấy có những cái tỉ vết. Vì vậy cho nên hay sinh ra cái tâm bực bội, hay sinh ra cái tâm moi móc, hay sinh ra cái tâm chỉ trích, hay sinh ra cái sự giận hờn. Đấy là cái người ấy thì cái tâm sân nó sẽ mạnh hơn. Có những người ấy, thì cái tâm si nó mạnh hơn. Đó là người không phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. Mà chỉ ai nói sao mà mình sẽ đi theo như vậy. Người ta nói là cái người này tốt thì mình cũng nghĩ là đó là tốt. Người ta nói là cái này xấu thì cái mình đấy cũng nói theo, ăn dua theo số đông. Hay là cái người ấy sẽ luôn có cái sự hoài nghi phân vân và không phân biệt được nó là tốt hay nó là xấu. Thì đấy là cái người đấy thiên về cái tánh si nó sẽ mạnh hơn. Cũng vì vậy cho nên là có những cái pháp môn tu tập sẽ tùy theo cái nội tâm của mình để mình thọ trì, để mình thực hành một cái pháp nào đó cho phù hợp với cái nội tâm. Như là với một người có tánh tham nó mạnh như vậy thì mình phải biết nguyên nhân của tánh tham là do mình hay nhìn vào cái đẹp, hay ưa thích cái đẹp, hay khởi lên cái tâm tham đắm với cái đẹp. Thì cái đối trị với nó đó là bây giờ mình hãy nhìn ngược lại, lật ngược lại cái suy nghĩ của mình, lật ngược lại cái tác ý của mình, cái sự nhìn nhận của mình, cái sự hiểu biết của mình. Đó là mình không có nhìn vào cái đẹp ấy mà hãy nhìn vào cái xấu xa trong cái đẹp ấy. Và mình hãy nhìn vào cái khía cạnh bất tịnh của nó, thì tất cả cái gì nó có cái đẹp thì nó cũng có cái mặt xấu của nó. Và theo cái cách nhìn nhận của mình thì nó đẹp, và cũng tùy theo cách nhìn nhận của mình mà nó đã trở thành xấu xa. Vậy thì với một cái người có cái tánh tham ấy, với cái cách đối trị tốt nhất đó mà hãy thực hành những cái pháp quán, những cái pháp thiền. Nó thực hành pháp thiền quán về bất tịnh như là quán tử thi, có thể nhìn vào những cái xác chết
mà đã từng nhìn thấy một cái ai đó đã chết, hãy quan sát, hãy nhìn nhận kỹ lưỡng cái hình ảnh của xác chết ấy, hoặc là có những người mình có thể quan sát những cái xác chết ấy ở trên các cái hình ảnh cũng được, và hoặc là mình có thể quán tưởng đến những cái sự bất tịnh ở trong chính cái thân thể của mình. Nếu cái người ấy có thể thực hành những phát thiền niệm về bộ xương, quán về 32 cái thân uế trưởng, quán về cái thân tứ đại này, đấy là những cái pháp mà sẽ đối trị được cái tâm tham. Nên khi mình bất cứ khi nào mà khởi lên tâm tham thì chỉ cần nhắm mắt lại, mình tưởng nhớ đến cái xác chết, niệm là xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Cái tâm của mình nó chú trên cái xác chết đấy, nó tư duy trên cái xác chết đấy, nó lưu giữ hình ảnh của cái xác chết ấy, và nó có thể an trú liên tục ở trên cái xác chết ấy, không gián đoạn, thì cái tâm tham ấy sẽ được chế ngự, cái tâm tham đám ấy sẽ được đè nén, sẽ được diệt trừ, không, nó không còn khởi lên được nữa. Đấy là cái cách mà để đối trị lại cái tâm tham. Bất cứ lúc nào khi nó khởi lên mình cũng có thể quán như vậy, hay là mình quán về bộ xương, hay là quán về cái sự chết trên chính bản thân mình. Có thể niệm cái mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết, chắc chắn ta sẽ chết, và mình có thể thấy được cái sự chết ở trên mình ở trong tương lai, là dù hôm nay mình có còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, nhưng mà chắc chắn nó cũng sẽ bị già, bị bệnh và bị chết, chứ không thể tránh khỏi điều đấy. Khi mình cứ niệm về cái sự chết chết trên thân, mình cũng sẽ cảm nhận được cái thân của mình nó cũng bị hủy hoại, nó cũng bị tan rã, thì những cái sự khả ái, những cái sự đáng yêu, những cái sự tham ái, những cái sự tham luyến dính mắc đối với cái tự thân của mình hay với nội thân mình và cái thân ở bên ngoài người khác thì cũng đều được tiêu trừ, đều được chế ngự, đều được đè nén, đều được diệt trừ. Đấy cũng là một cái cách để cho mình có thể thanh tịnh lại cái nội tâm của mình. Cũng có những người nếu như mà mình bị những cái tâm sân hận nó chi phối, thì cái cách đối trị với những cái tâm sân hận ấy đó là bằng cái sự tưởng niệm về cái lòng từ bi hỷ xả. Khi mà mình thực hành những cái pháp tứ vô lượng tâm, khởi lên cái tâm từ cầu mong cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc. Khi mà mình cứ khởi lên cái tâm là mong muốn cho người khác được an vui hạnh phúc ấy, thì lúc đấy những cái tâm buồn phiền bực bội khó chịu nó cũng sẽ tiêu trừ, nó cũng sẽ tan biến đi. Mình đang sân hận, đang giận hờn, đang tức bực một cái chuyện gì đó, thì lúc ấy mình hãy khởi, mình hãy hướng tâm đến những người mình kính trọng nhất, và mình niệm là cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Rồi sau đó mình sẽ hướng tâm đến một cái người bình thường khác, mình cũng nguyện là cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Rồi dần dần mình đã thuần thục, thuần hóa cái tâm khi khởi lên cái mong muốn cho những người mình yêu quý, mình kính mến, là những người thường xương bình thường. Rồi sau đó cái tâm ấy mình có thể lan đến cả những người mà mình khó chịu, mình đang quán ghét, cầu mong cho những người này được an vui hạnh phúc. Và mình phải cố gắng nghĩ đến những cái điều tốt đẹp mà mọi người đã làm. Bởi vì khi mà cái người mà hay có tâm sân là hay soi mói, hay nhìn vào cái lỗi của người khác, hay nghĩ xấu, hay nhìn vào những cái điểm xấu của những người khác, mình hay nghĩ đến những cái sự khó chịu, là mình hay nghĩ đến những cái việc làm không tốt, thì bây giờ mình mà muốn diệt trừ tâm sân ấy thì mình phải luôn luôn nghĩ đến những cái điều tốt, nhìn về những cái khía cạnh tốt của mọi người, thấy mọi người đáng yêu, đáng mến, thì cái tâm sân nó sẽ bớt đi, nó sẽ được diệt trừ đi. Vậy thì với một cái người nặng thiên năng về cái tánh sân hận thì cần phải thực hành những cái pháp về tâm từ như vậy, hoặc là về tâm bi. Đôi khi cái tánh sân của con người nó có nhiều tham sân. Đôi khi mình sân là do mình hay tức giận, do khi mà mình thấy ai đó xúc phạm mình, ai đó mà đang làm hại mình, đã làm hại mình, hay sẽ làm hại mình, hay làm hại, tổn hại đến những người thân thương của mình, hoặc là người đó đã từng làm hại, hoặc là do cái sự suy nghĩ, do cái lo lắng của mình, hay
là tự mình suy nghĩ như thế, có thể người ta không có ý đấy, nhưng mà vì có cái sự tự vệ của nó cao quá, có cái sự đề phòng quá, có cái sự lo lắng nó cao quá, thì cũng luôn luôn cứ nghĩ, gặp ai cũng nghĩ rằng người đấy là người xấu, người này có thể sẽ làm hại mình, hoặc làm hại người thân thương của mình, hoặc người này sẽ làm hại mình. Đấy là những cái suy nghĩ như vậy mà nó cũng sẽ khởi thêm những cái ác ý, những cái sân hận, thì mình cần phải thay đổi lại. Đó là khởi thêm cái mong muốn cho những cái người này được an vui. Và mình có thể suy nghĩ rằng là người ấy cũng có thể đã từng là những người thân thương của mình, từng là những cái bà con quyến thuộc của mình, đã từng là những cái ân nhân của mình, có thể là từ cái nhiều đời nhiều kiếp. Và chính vì vậy thì những cái tâm sân hận ấy nó sẽ được chế hướng đi. Hay có những người do cái tâm của mình, hay có cái tán loạn, hay có cái sự lan man, hay có cái sự suy nghĩ mông lung, hay có những cái sự hoài nghi, hay có những cái phóng dật nặng sẵn, thì những cái người ấy cần phải đối trị, cần phải chế ngự với những cái tâm năng sang tán loạn phóng dật ấy bằng cái cách là thực hành thiền hơi thở, ngồi giữ đứng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại để cho hơi thở đi vào tự nhiên, để cho hơi thở đi ra tự nhiên, và hơi thở đi vào nhanh ra nhanh mình cũng nhận biết như vậy, hơi thở đi vào chậm ra chậm mình cũng nhận biết như vậy, hơi thở của mình nó bắt đầu đi vào kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra kết thúc đi ra, mình cũng nhận biết như vậy. Như một cái người thợ quay thiên sản, như một cái người làm thợ gốm, người ta quay cái bình gốm ấy nhanh thì người ta cũng biết mình đang quay nhanh, khi quay chậm mình cũng biết là mình đang quay chậm. Cũng vậy, một cái người mà có thể luyện tâm một cách thuần thục và thiên sản thì trên hơi thở, chú trên hơi thở, nó vào nhanh ra nhanh mình cũng biết như vậy, nó vào chậm ra chậm thì mình cũng biết như vậy. Đấy cũng là một cái cách để mình chế ngự đi được những cái tâm phóng dật ấy, chế ngự đi được những cái tâm năng sang tán loạn, suy nghĩ lan man mông lung, rồi nó sinh ra nhiều những cái hoài nghi, nhiều những cái nỗi lo lắng, nhiều những cái phiền não khác nó sẽ sinh khởi. Thì đấy nó chỉ là một cái cách, tất cả những cái phương pháp mà thực hành những cái pháp thiền định ấy, những cái chánh niệm tỉnh giác ấy, nó cũng là một cái mức độ rất là cao để đè nén, để chế ngự, để diệt trừ đi những cái tâm tham, để diệt trừ đi cái tâm sân, để diệt trừ đi những cái tâm si. Nhưng mà những cái phương pháp ấy, những cái pháp môn ấy, nó chế ngự ấy nó cũng vẫn chỉ là tạm thời, nó cũng chưa phải là đối trị tận gốc rễ, nó cũng chưa phải là diệt trừ một cách hoàn toàn tuyệt đối trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật sẽ còn dạy những cái pháp môn mình cần phải tu tập ở cái mức độ cao hơn để phát triển cái trí tuệ đến cái mức độ thủ thắng hơn nữa, cao hơn nữa, thì mới chế ngự hoàn toàn được những cái nỗi khổ đau. Thì khi mà một cái người mà có thể thực hành những cái pháp tu tập về chánh niệm trên thân, chánh niệm trên thân như là có thể niệm về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi ở trên thân, khi đi mình biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi nằm biết đang nằm, khi ngồi biết đang ngồi, khi duỗi co cúi ngước mình cũng biết mình đang duỗi co cúi ngước. Thì đấy cũng là một cái pháp tu tập làm cho cái nội tâm của mình nó được an định, nó được thanh tịnh ra. Hay là cái người đấy có thể chánh niệm trên cái thân này, là những cái hay là trên cái xác chết, thì đấy cũng là một cái chánh niệm. Và từ cái chánh niệm ấy có thể đi đến ni dục, đi bất thiện pháp. Có thể nếu như một người mà có thể chú liên tục thì có thể chứng được các cái tầng thiền như là sơ thiền của cái niệm về cái thân, hoặc là cái điều ấy có thể thực hành những cái pháp thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu như mà cái chú tâm liên tục trên cái pháp ấy cũng có thể đi đến ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, có ni dục sinh với tầm với tứ, hoặc là điều ấy có thể diệt tầm tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc, có định sinh,
không tầm không thứ nội tình nhất tâm, thì ấy có thể đi chú giả chánh niệm tỉnh giác chứng và ăn thú thiền với bạn. Và vì ấy có thể chú ở trên hơi thở liên tục nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, liên tục không gián đoạn, thì ấy có thể chế ngự được năm triển cái, chế ngự được tham dục, sân hận, hôn trầm, tự nhiên chẳng hối và hoài nghi. Khi mà những cái thiền chi nó sinh khởi như tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, càng lúc nó càng mạnh lên, thì ấy cũng có thể đi dục, đi bất thiện pháp, chứng và chú sơ thiền, rồi lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền. Đấy là những cái pháp tu tập về tâm, làm cho nội tâm hoàn toàn định tĩnh, làm cho nội tâm hoàn toàn thanh tịnh được. Thì từ cái nội tâm định tĩnh, từ cái nội tâm thanh tịnh ấy, thì ấy có thể chế ngự được những cái phiền não tham sân si, làm cho nó không khởi lên ở hiện tại. Và khi mà một cái người thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác như vậy, với cái tâm định tĩnh như vậy, nó cũng sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp cao thượng. Từ những cái thiện nghiệp cao thượng ấy, mình có thể giữ được cái tâm định tĩnh thanh tịnh ấy, thì nó cũng sẽ cho ra những cái quả báo tốt này, như là sinh nạn làm người ở cõi thế gian này, không gặp những cái khổ đau bất hạnh, luôn gặp những cái niềm vui, sống lâu mạnh khỏe an vui, đạt được những cái gì như mình mong muốn. Hoặc từ những cái công đức của sự tu tập ấy, mình có thể sinh lên các cái cõi chư thiên, trở thành những cái vị thiên thần, có những cái sự an vui ở cái cõi trời dục giới, hoặc là có những cái vị sẽ sinh về những cái cõi trời sắc giới, các cái cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là mình ấy có thể sinh về các cõi thiên vô sắc giới. Đấy là nhờ có sự tu tập chế ngự được những cái phiền não tham sân si, thì người ấy cũng sẽ thoát ra được những cái khổ, những cái khổ đau ở các đoạn xứ địa ngục ngã quỷ súc sinh, tùy theo vào cái mức độ mà mình tu cao thấp khác nhau, mà mình sẽ có được những cái quả này, có được những cái quả an vui cũng ở những cái mức độ cao thấp khác nhau như vậy. Nhưng mà những cái mức độ ấy nó vẫn chưa phải là đạt được cái sự an vui tuyệt đối, nó vẫn chưa phải là đã thoát được cái sự khổ đau một cách tuyệt đối được. Mà dù mình có thể sinh lại làm người, nhưng mà cái sự nguy hiểm vẫn còn đấy. Là đến một lúc nào đấy mình có thể vẫn sinh vào những cõi khổ đau, nếu như cái tâm bất thiện, tham sân si nó trỗi dậy bất cứ lúc nào, mình không lường trước được, và mình có thể tạo những cái ác nghiệp bất cứ lúc nào, và có thể đọa vào cõi khổ đau bất cứ lúc nào. Hay là một cái người mình có thể sinh làm các vị chư thiên, có thể là vua trời đế thích, có thể là một vị chuyển luân thánh vương, có thể là một cái vị phạm thiên, đại phạm thiên, có những cái tuổi thọ rất lâu dài, có hào quang ánh sáng, có cái sự an vui lạc thú ở những cái cõi thiên giới ấy. Nhưng mà bất cứ một lúc nào đấy, do nơi nào, do thủ quan, do phóng dật, một lúc nào đấy cái tâm tham sân si nó cũng có thể trỗi dậy một cách mạnh mẽ, và cái vị ấy có thể tạo ra những cái ác nghiệp, và cái vị ấy vẫn có thể phải đọa vào những cái cõi khổ đau, vẫn có thể rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atuna bất cứ lúc nào, không lường trước được. Vì vậy cho nên với một cái người mà mình chưa đoạn trừ hoàn toàn được cái tâm tham, chưa đoạn trừ hoàn toàn được cái tâm sân, chưa đoạn trừ hoàn toàn được cái tâm si, thì cái nguy cơ mà mình sẽ chịu những cái nỗi khổ đau, đoạn vào những cái cõi khổ đau sẽ vẫn còn hiện hữu ở đó. Nên là cái pháp của Đức Phật là hướng đến cái sự diệt tận khổ đau, đạt đến cái sự an vui tuyệt đối. Thì cái pháp ấy lại đòi hỏi một cái pháp môn, một cái phương pháp, một cái sự thực hành, một cái sự tu tập về nội tâm để phát triển trí tuệ ở cái mức độ cao hơn nữa, thì mới có thể đạt được cái sự chấm dứt khổ đau tuyệt đối và đạt được cái sự an vui tuyệt đối được. Thì cái pháp để nhờ chấm dứt khổ đau tuyệt đối ấy, đó là cái pháp thực hành về thiền tuệ, hành thiền quán, hành về thiền Vipassana, thì mình mới có thể đoạn trừ hoàn toàn nó được. Bởi vì là khi mà mình chưa hiểu, chưa giác ngộ ra các sự thật, thì mình sẽ chưa thể đoạn trừ được tất cả những cái phiền não này. Chỉ khi nào mình giác ngộ ra được các sự thật,
thì mình mới có thể đoạn trừ hoàn toàn những cái phiền não. Thì cái sự thật ở đây là sự thật về khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự diệt khổ và về con đường đi đến diệt khổ. Chỉ khi nào mình giác ngộ ra được những cái điều ấy thì mình mới có thể chấm dứt khổ đau một cách tuyệt đối. Thì cái sự thật mà mình cần phải giác ngộ đó là cái sự thật thứ nhất, đó là sự thật về khổ. Sự thật về khổ là mình chỉ giác ngộ được khi nào mình thấy được cái thân tâm của mình nó là khổ. Trên cái thân này, khi nào mình phân tích nó ra được, cái thân này là thân tứ đại, mình phải thấy ra được cái thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Vậy thì mình cần cái pháp mà tu tập ấy, đó là cái sự thực hành các cái pháp thiền tứ đại. Thì khi nào mình thực hành được thiền tứ đại, mình mới có cái sự hiểu, có cái sự tuệ chi, có cái sự thấy đúng về cái thân này được. Thì cái pháp thiền tứ đại là cái pháp thiền rất là thâm sâu, rất là khó thực hành, cần phải có cái trí tuệ rất là sắc sảo, phải có một cái trí tuệ rất là thâm sâu, mình mới có thể tuệ chi tuệ quán ra được cái thân này là tứ đại. Mặc dù này với bản thân mình thì nó chỉ là cái thân này là tôi, là của tôi, là tự tại của tôi. Còn khi mà mình thực hành những cái thiền tứ đại, mình thấy đấy trên thân này nó có những cái cứng, cái thô, cái nặng, cái mềm, cái mịn, cái nhẹ. Ở trên thân này đấy, nó thuộc về đất, đất thì nó có những cái đặc tính nó thuộc về đất, như tóc, nó móng, răng da thì cơ xương của mình ấy. Đấy, nó có cái tính cứng ở đấy, tính thô, tính nặng, mềm, tính nhẹ đấy. Trong thân của mình nó có tính chảy dính, như là mình làm đủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước cơ xương, nước tiểu ấy, thì đấy nó chính là nước. Trên thân này nó có lửa, nó có cái hơi nóng, hơi nặng. Trên thân này nó có gió, nó hơi thở vào ra, có gió ở trong bụng, ở trong ruột, gió đưa đẩy cái chân tay tứ chi của mình. Đấy là cái tứ đại. Chỉ khi nào mình tuệ chi ra được cái tứ đại ấy thì mình sẽ thấy ra được những cái hạt sắc ở trên khắp toàn thân thể của mình, đó là cái sắc pháp, sắc thân tứ đại, sắc do nghiệp sinh, do tâm sinh, thời tiết sinh và thực sinh. Thì khi nào mình thấy ra được những cái hạt sắc ấy, phân tích ra được những cái hạt sắc vi tế, rupa kanava, là những cái sắc pháp ở trên thân mình rồi, thì lúc đấy mình mới thấy được cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta nữa. Thì lúc đấy mình mới không còn cái tham ái đối với thân này. Như vậy lúc đấy mình có thể quán được cái thân này nó là đất nước lửa gió rồi, cái thân bên trong mình rồi, mình cũng có thể quán được cả những cái thân bên ngoài. Sẽ thấy cái thân của người khác cũng là tứ đại, đất nước lửa gió. Như vậy thì mình mới không còn tham ái đối với cái thân của người khác, mới không còn chấp thủ, mới không còn chấp là thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Mình nghe không? Đấy mới là cái cách để diệt trừ đi được cái sự tham ái đối với cái nội thân của mình, với ngoại thân của người khác, với những thân ở quá khứ, với những thân ở tương lai, ở bên trong, ở bên ngoài, ở hay là những thân cao thượng, thân hạ biệt gì, cái thân gì gì chắc nữa, thì nó cũng chỉ là tứ đại, đất nước ở gió mà thôi. Thì đấy là một cái cách cần phải, một cái pháp mà mình cần phải tu tập để tuệ quán, để quán chi ra được, để giác ngộ các cái sự thật về khổ, về cái thân này. Nó luôn sinh lên và diệt đi liên tục, nó không ngừng nghỉ một lúc nào. Bằng cái mắt thường của mình thì chỉ thấy là có một đứa trẻ nó sinh ra, nó lớn lên, nó già, nó bệnh và nó chết. Nhưng mà không phải là khi sinh ra nó mới rồi lúc chết đi thì nó mới lại chết, mà trong từng tế bào, trong từng cái hạt sắc, trong từng cái hạt tứ đại ở trong thân mình, nó luôn sinh lên, nó luôn già và nó luôn chết, rồi nó lại sinh, già, chết. Nó cứ có một sát na sinh lên, sinh ra, nó lớn lên và nó già, nó chết đi và nó cứ liên tục như vậy. Chỉ khi nào mình quán được thấy cái tứ đại ấy, nó luôn luôn sinh diệt như vậy, sinh hoại diệt, sinh phụ hoại diệt liên tục như vậy, thì lúc đấy mình mới giác ngộ ra được cái sự thật về khổ, về cái sự khổ ở trên thân này. Mình mới thấy là có cái thân này là có khổ, chứ không phải là có cái sự an vui, không phải là có nạn. Cái thân này là vô thường, chứ nó không phải là trường tồn lâu dài. Cái thân này là vô ngã, chứ nó không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đấy là một cái cách để giác ngộ ra cái sự thật về thân. Nhưng mà ngoài cái tham ái đối với cái thân này, con người ta còn tham ái đối với những cảm thọ,
đối với những tư tưởng, đối với những cái hành động, đối với những ý thức nữa. Vì vậy nên chỉ có tuệ quán, chỉ có quán chiếu về một cái thân này thôi thì chưa đủ, vì ấy còn phải quán ra cả những cái cảm thọ trên sáu căn của mình, thọ do con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với sự xúc chạm, thì nó sinh ra những cái thọ hỉ, thọ yêu, thọ khổ, thọ lạc, thọ sạch. Thì tất cả những cái cảm thọ ấy nó cũng luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn là vô thường. Và chỉ khi nào mình có phải phân tích ra được các cái tâm và tâm sở thì mình mới có thể hiểu rõ được về các cái cảm thọ ở trên thân và tâm của mình này. Nó sinh ra từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nó sinh ra các cái cảm thọ khác nhau ấy, để mình thấy được cái thọ ấy nó luôn sinh diệt, nên là mình mới hiểu ra được tính vô thường, hiểu ra được cái sự khổ, hiểu ra được cái sự vô ngã ở trên những cái cảm thọ ấy nữa. Thì đấy mới là mới hiểu ra được về cái thân năm uẩn này, thọ rồi đến cái tư tưởng của mình. Đây là có những người thì mình sẽ tham ái về những cái tư tưởng tưởng của mình, đó là những cái rất là nhiều những cái tư tưởng, và đây là cái tư tưởng của tôi, đây là suy nghĩ của tôi, đây là cái ý nghĩ của tôi. Và với một cái người có cái sự chấp trước về tư tưởng như vậy thì người phải quán để thấy ra được cái tưởng ấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Về những cái hành, có những người hay chấp trước về những cái hành là những cái việc làm, tôi làm việc này, tôi là cái người có cái địa vị này, tôi là cái người có cái danh tiếng này, thì đấy là người chấp trước về những cái việc làm. Thân con người nó chỉ là cái thân tự đại, nó chỉ là cái thân năm uẩn, nó là sinh diệt, nó là vô thường. Nhưng mà mình lại áp đặt cho người này là vua, người này là quan lớn, thì người này là cái cấp bậc, cái địa vị, cái chức tước, cái danh vọng, chức quyền khác nhau. Cái đấy là một cái sự áp đặt, đấy là một cái sự chế định, đấy là một cái sự giả định, đấy là một cái sự ảo tưởng. Đấy thì là trên một cái danh nghĩa suông, rỗng không, không có thực, và đó chỉ là một cái tư tưởng của con người thôi. Thì đấy là cái người ta chấp về những cái hành động, chấp mình làm cái này cái kia. Thì một cái người quán về những cái tâm hành ấy thì mình hiểu ra thì những cái hành ấy nó chỉ là cái sự tác ý, nó chỉ là do mình khởi lên tư tưởng làm việc này, làm việc kia mà thôi, và nó luôn luôn sinh diệt, và nó luôn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì vậy cho nên dù có làm cái gì trên đời, mình có phấn đấu, mình làm cái người này, làm cái người kia, thì nó cũng là khổ, người nào cũng khổ, cũng vô thường, cũng là vô ngã hết, chứ không có cái người nào mà có cái tự ngã ở trong đấy cả. Thì như vậy, có những người thì chấp về cái thức, về cái sự nhận biết, cái sự hiểu biết, cái học thức của mình. Cho nên là người ta sẽ học cái trường này, nước này, có bằng này, cấp này, và người ta sẽ chấp trước vào đấy. Coi như là mình là cái người có trí thức, mình là cái người biết nhiều, biết rộng, biết nhiều thứ. Nhưng mà tất cả những cái biết ấy nó cũng luôn luôn sinh diệt, vô thường, đã tạo như vậy. Thì con người ta chấp về cái thân năm uẩn, chỉ khi nào mình phân tích ra được, nhận định ra được cái năm uẩn này, nó luôn luôn sinh diệt, nó là giả tạo, nó là vô thường ấy, thì mình muốn phân biệt ra được cái thân năm uẩn đấy thì mình cần phải thực hành cái pháp thiền tuệ Vipassana này, mình thực hành được thiền tứ đại rồi, mình phân tích ra được các sắc rồi, mình sẽ phân tích ra được các tâm và tâm sở nó lương vào các cái sáu căn này, nó sinh khởi lên, thì lúc đấy mình mới được gọi là giác ngộ ra được cái sự thật thứ nhất, đó là giác ngộ ra được cái sự thật về khổ, về cái thân năm uẩn này là khổ. Và mình chỉ có thể tuệ quán nó bằng cái pháp là tư duy, thực hành thiền tuệ, chứ mình không thể nào giác ngộ nó bằng cái sự học lý thuyết, không thể nào giác ngộ nó bằng cái suy nghĩ của mình, bằng cái tư tưởng tư duy của mình, hay là bằng cái sự học thuộc những cái lý thuyết, mà mình cần phải thực hành tuệ quán bằng cái ánh sáng của trí tuệ, và thấy là được những cái sự thật ấy như nó thật sự là, thì lúc đấy mình mới giác ngộ ra được. Và khi mà mình đã giác ngộ, khi hiểu ra được về cái sự thật về cái thân năm uẩn này rồi, thấy nó là không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, rồi còn phải hiểu ra được cái nguyên nhân là tại sao mình sinh ra trên đời này, tại sao mình có cái thân năm uẩn này,
Và lúc đấy mình phải đi tìm ra được cái nguyên nhân nào mà mình đã sinh khởi những cái thân năm muộn này. Như vậy thì Đức Phật luôn luôn trăn trở khi còn là Bồ Tát, xong vậy ngài luôn là tại sao ta lại có cái thân khổ đau này, nguyên nhân nào mà có cái thân này, thân khổ đau này. Thì cái vị ấy cần phải quán được là cái thân này nó có già, có bệnh, có chết. Và cái nguyên nhân mà có già bệnh chết ấy là do mình có tái sinh, mình có đi đầu thai, mình có sinh ra trên cuộc đời này thì mình mới có cái thân này. Vậy thì muốn tìm hiểu được nó, cái thân này từ đâu mà nó đến, thì mình cần phải hướng về cái thời điểm mà mình tái sinh, mình tục sinh với một cái người có cái tâm định tinh, tuẩn tinh, do thực hành những cái pháp thiền định thâm sâu và có thể thành tựu được cái pháp thiền quán rồi, thì vì ấy có thể hướng tâm được đến cái thời điểm mà mình bắt đầu đi đầu thai ở trong bụng mẹ, và lúc đấy sẽ có cái danh sắc tục sinh, sinh khởi ở cái thời điểm sát na đầu tiên mà mình tái sinh ở cái kiếp người này, thì có nhớ lại được, hướng tâm về mà nhớ lại dần dần được như vậy, nhớ lại được cái quá khứ ngày hôm qua, một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước, rồi quá khứ lúc mình một tuổi, lúc mình một tháng, lúc mình còn ở trong bụng mẹ, rồi bắt đầu mới nhớ lại được cả cái lúc mình bắt đầu đi tục sinh. Đấy là cái tiến trình có thể nhớ lại được cái kiếp trước của mình. Khi cái người ấy có thể tác ý là do mình đã tạo những cái nghiệp gì hay từ đâu mà mình tái sinh về đây, thì lúc đấy mình mới nhớ được về cái kiếp trước của mình, mình mới biết được cái thời điểm tận tử cái kiếp trước mình đã tái sinh bằng cái nghiệp gì, thì lúc đấy mình sẽ thấy những cái nghiệp thiện ác mình đã làm ở trong một cái kiếp quá khứ trước, kiếp quá khứ thứ nhất mà nó tất kể với cái kiếp này này, thì trong những cái đấy mình đã làm những cái nghiệp gì, nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì những cái nghiệp ấy nó sẽ tranh nhau trổ quả ở cái thời điểm cận tử ấy. Thì bạn nên một cái người có thể hướng đến cái thời điểm cận tử kiếp trước, mình sẽ thấy được lúc đấy mình đã tạo những cái nghiệp gì, nghiệp thiện hay nghiệp ác gì mà mình sinh về cái đời sống này, thì ở trong cái nghiệp ấy nó có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, có cái hành động tạo nghiệp, và mình sẽ phân tích nó trên những cái danh sắc ấy, thì lúc đấy mình mới hiểu ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ. Nguyên nhân sinh ra khổ là cái gì? Thấy được khổ, thấy được nhân sinh ra khổ là vậy. Tức là nhân sinh ra khổ là do vô minh, do tham ái, do cái sự chấp thủ và do những cái nghiệp mà mình đã tạo ấy, nên nó gọi là ái là nhân của khổ là vậy, vô minh, tham ái, chấp thủ và những cái hành động tạo nghiệp. Cho nên là sẽ để lại những cái kiếp này mình sinh ra có cái thân năm muộn này như vậy. Thế thì với một cái người, với một cái chúng sinh mà phải sinh vào những cái cõi khổ như là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thì nếu như những cái chúng sinh ấy mà nhớ lại được những kiếp quá khứ, thì cũng sẽ thấy được là những cái nghiệp bất thiện do cái vô minh, do cái tham ái, do cái chấp thủ mà những chúng sinh ấy đã tạo ra những nghiệp bất thiện, do những nghiệp bất thiện đấy nó trổ quả ở thời điểm cận tử mà chúng sinh ấy phải đọa vào những cõi khổ đau địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atula. Còn những chúng sinh từ sinh lại làm người hay làm chư thiên hay làm các cái cõi phạm thiên là do đã tạo những cái thiện nghiệp, và những cái thiện nghiệp ấy nó đã trổ quả ở cái thời điểm cận tử, cho nên được sinh lại làm người hoặc là sinh làm chư thiên. Thì do cái tham ái của con người mình sinh lại làm người là do mình có cái ái luyến đối với cái cõi người này. Có thể là cái lúc cận tử ấy, ở trong cái kiếp trước mình đã khởi lên cái ý muốn là mong tôi được sinh trở lại làm người. Đó chính là cái tham ái lại làm người, và mình sinh lại làm người. Có những người thì mình ưa thích làm thân người nữ, thì lúc đấy khởi lên cái tư tưởng mong tôi được sinh làm thân người nữ. Có người ưa thích làm tôi làm thân người nam, thì khởi lên cái tư tưởng mong được làm thân người nam. Thì đấy là những cái tham ái đấy, nó là cái khuynh hướng để cho một cái người sinh ra ở một cái người nam hay người nữ, hay là một cái người sinh ra ở cái dân tộc quốc độ nào, cũng là do cái tâm mình có cái khuynh hướng, nó có cái ái luyến, nó có ưa thích ở cái cõi đấy. Có những người thì có cái tham ái về có thiên giới, các cõi trời, và các cõi thiên giới thì có cao có thấp khác nhau. Do cái thời điểm cận tử ấy, cái vị ấy khởi lên cái tâm là cầu mong tôi sinh về cõi trời tứ thiên vương, đao lợi thiên hay là ma thiên, đâu suốt thiên, quán hạt thiên, ra ma tự tại thiên. Thì khi mình làm những cái việc thiện mà mình hướng tâm
đến những cái cõi sống khác nhau, thì sau này đó là nguyên nhân sinh thành cõi sống khác nhau như vậy. Thì cái quá trình hành thiền ấy, thực hành những cái pháp thiền, mình có thể thấy ra được những cái nhân của những cái thân năm uẩn ở cái cõi người này. Còn nếu như mình quán nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa, mình sẽ có những kiếp mình sinh ở những cái cõi thiên giới, mình cũng sẽ thấy cái nhân nào mình sinh lên cõi thiên giới. Có những kiếp sinh vào những cái cõi khổ đau, mình cũng thấy ra được cái nhân nào mà mình sinh vào cõi khổ đau. Thì đấy là cái nhân sinh ra khổ là vậy. Thì sinh vào cõi nào nó cũng khổ. Cái cõi địa ngục ác quỷ chúng sinh thì nó khổ rất là nhiều, nhưng sinh ra cõi người nó cũng khổ. Thì nó phải có già, có bệnh, có chết, có sầu, bi, ưu nan. Sinh về các cõi chư thiên giới thì cái nỗi khổ đấy nó giảm đi nhưng nó không hết, nó cũng vẫn có nỗi khổ. Nỗi khổ về sầu bi ưu não, hay nỗi khổ về có sinh thì phải có tử, hay cả các cõi phạm thiên cũng vậy. Cõi nào cũng thế, nó cũng luôn luôn bị vô thường, khổ vô ngã chi phối, cho nên là có sinh thì phải có tử, cũng không tránh khỏi cái khổ đau. Vậy cho nên là vậy thì cái sự giác ngộ thứ nhất là giác ngộ về khổ. Về khổ đây thì sẽ thấy được là tất cả chúng sinh có thân năm uẩn là sẽ có khổ, có hiện hữu là có khổ, có sinh ra là có khổ. Dù sinh ra làm cái thân gì, thân người hay thân chư thiên hay là cái thân hạ liệt hay cao thượng thì đã có sinh ra đều là có khổ hết. Thì đấy là cái sự giác ngộ về khổ. Và nhân sinh ra khổ chính là vô minh, là cái sự hiểu sai, là tham ái, là chấp thủ. Vậy bây giờ cái để đoạn trừ được cái nỗi khổ đau ấy thì phải đoạn trừ được vô minh, phải đoạn trừ được tham ái, phải đoạn trừ được chấp thủ thì mới chấm dứt được cái cội gốc, cái gốc rễ của tất cả những cái sự khổ đau này. Vậy thì cái vấn đề tiếp theo đó là đoạn trừ vô minh bằng cách nào, đoạn trừ tham ái bằng cách nào, đoạn trừ chấp thủ bằng cách nào. Và với một cái sự thực hành đến như vậy rồi thì quý vị ấy chỉ còn việc là phát triển ra cái trí tuệ để thấy ra các sự thật. Thấy ra các sự thật đó là các sự thật đó là tất cả những cái pháp hữu vi, cái thân tâm năm uẩn này nó luôn là vô thường, nó luôn là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Vậy thì lúc đấy mình thấy được cái sự thật ấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cho đến để mình diệt trừ đi tức là cái tà kiến mình cho rằng có cái sự trường tồn, mình cho rằng có cái kiếp người này nó lâu dài, cho chấp tức là diệt trừ đi cái tà kiến chấp thường, mình quán về khổ để diệt trừ đi cái tà kiến cho rằng có cái sự an lạc, để mình nhàm chán tất cả những cái sự hiện hữu trên cuộc đời, tức là mình quán về sự vô thường để mình nhàm chán về cái tất cả những cái kiếp sống ở trên cuộc đời này nó luôn là ngắn ngủi chứ nó không phải là lâu dài. Mình thấy cuộc đời là ngắn ngủi, quán về cái khổ thì mình thấy cuộc đời là khổ đau chứ không phải là hạnh phúc. Dù mình có tài sản nhưng cũng vẫn khổ đau, có tuổi thọ cũng khổ đau, có sắc đẹp cũng vẫn khổ đau, có danh vọng chứ quyền có cái gì đi chăng nữa mình đang cầu cái gì, dù mình khi mình đạt được rồi nó chẳng hết khổ đau, nó vẫn khổ đau, nó còn tăng trưởng thêm ấy. Mình thấy được là cái sự thật cuộc đời này là khổ, hay là mình có sinh làm thiên làm tiên làm trời nó vẫn khổ. Đấy là quán về cái khổ, quán về cái vô ngã để mình thấy được mọi thứ nó là rỗng không, nó là giả tạo, nó không có thật. Mọi cái trên đời nó luôn luôn là giả mà thôi. Những cái bông hoa hôm nay thì trông đẹp nhưng ngày mai mình nhìn nó đang ở trong sọt rác rồi, vài hôm nữa thì nó đã biến thành đất bùn rồi, nó không còn tồn tại vĩnh viễn. Cái thân thể của mình cũng vậy, hôm nay nó ngồi đây thôi nhưng mà chỉ một thời gian ngắn nữa thì mỗi người sẽ có một cái tấm mồ, một cái nắm cho tàn rồi, nó sẽ không còn tồn tại mãi như thế này nữa. Mình thức tỉnh ra, mình giác ngộ ra, mình thấy được cái sự vô ngã ấy. Thế thì đấy là mình đang phát triển, đấy là mình đang diệt trừ đi cái vô minh. Cái vô minh là mình luôn luôn có cái sự bám chấp, có cái sự cố chấp, có cái sự luyến ái, có cái sự dính mắc đối với cái sự sống này, đối với cái thân thể này, đối với các cõi sống khác nhau. Thật sinh là cõi nào thì mình sẽ bám víu cái chấp trước vào cái cõi sống, cái thân thể ở cái cõi đó, nó là một cái sự chấp trước. Thì khi nào mình hiểu ra được cái sự thật như vậy rồi, cho đến khi nào cái tâm của mình nó chấp nhận cái sự thật ấy, nó chấp nhận cái thân này là vô thường, nó không bao giờ còn cho nó là lâu dài bền bỉ mà nó chỉ là giả tạm thôi. Mình chấp nhận tất cả những cái thân
này là khổ, là vô ngã rồi, thì lúc đấy mình sẽ diệt trừ được những cái nhân sinh ra khổ, mình sẽ diệt trừ được vô minh. Vô minh tức là mình chấp rằng nó có thường, chấp rằng nó có cái sự an vui, chấp rằng nó có cái tự ngã, chấp rằng là có cái tôi của tôi, tự ngã của tôi, luôn luôn có cái chấp trước, đấy chính là vô minh. Còn cái trí tuệ là thấy ra được sự thật, là tất cả mọi thứ là thường, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nhưng mà mình trí tuệ mình cứ hiểu được như vậy thì lúc ấy mình sẽ giác ngộ ra được các chân lý, giác ngộ ra được các sự thật. Thì từ cái sự giác ngộ ấy nó sẽ đoạn trừ đi được những cái kiết sử, nó đoạn trừ đi được phiền não. Cái sự khi mà mình cái trí tuệ nó đã thể nhập với cái chánh trí là nó luôn luôn thấy mọi thứ là vô thường vô ngã rồi, thì lúc đấy nó mới đoạn trừ hoàn toàn được tâm tham, những cái tà kiến cho rằng có cái thân năm uẩn này là tôi của tôi, tự ngã của tôi, đoạn trừ đi được cái hoài nghi là mình có kiếp trước hay không có kiếp trước, có kiếp sau hay không có kiếp sau, có nhân quả hay không có nhân quả. Và lúc đấy nó có cái niềm tin tuyệt đối là nó có cái sự luân hồi tái sinh, có nhân quả báo. Thì nó cũng sẽ đoạn trừ đi được những cái giới cấm thủ, nó đoạn trừ đi được những cái mà mình nghĩ rằng là phải xem ngày tốt giờ tốt, phải xem sao tốt sao xấu, phải xem là cái tuổi tốt hay tuổi xấu, xem là năm nay mình phải cúng cái gì, bái cái gì, lễ cái gì, làm cái việc gì, phải cúng bái thờ ông thổ thần thổ địa hay là lấy tiền bạc mã hay là làm gì. Thì đấy thuộc về giới cấm thủ, khi mình giác ngộ ra thì nó sẽ vứt bỏ hết, nó sẽ quăng bỏ hết, nó sẽ dẹp bỏ hết tất cả những cái tà kiến ấy, tất cả những nghi lễ ấy, tất cả những thủ tục ấy, tất cả những cái tư tưởng ấy, nó là lạc hậu, nó là vô ích, nó là giả dối, nó không có giá trị, không có lợi ích gì cả, và sẽ không còn sống với cái quan điểm, với cái chấp là cái năm nay là năm gì, năm tuổi gì, vận hạn tốt xấu nữa, mà nó tin tuyệt đối vào cái tâm tốt tâm xấu, chứ nó không tin vào cái này tốt rồi tốt rồi xấu nữa. Đấy là nó đoạn trừ đi được cái giới cấm thủ là vậy đấy, là chấp thủ vào những cái cấm kỵ, những cái kiêng kỵ, như là những năm mới phải kiêng cái này kiêng cái kia, người này xông nhà tốt thì cái xông nhà xấu, thì đấy là những cái kiêng kỵ ở đời, là nó sẽ diệt trừ, nó sẽ dứt bỏ đi được, không còn cái niềm tin bậc bạ nữa, mà nó chỉ còn tin vào nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Tin vào những cái tâm thiện, cái tâm ác, hay là những cái cội gốc, là cái cội nguồn của cái sự khổ vui mà thôi. Cũng như vậy, cái trí tuệ ấy nó mạnh hơn nữa thì nó sẽ đoạn trừ hẳn được cái sân hận, nó sẽ đoạn trừ hẳn được cái tham dục. Như vậy, cái trí tuệ ấy nó mạnh hơn nữa thì nó sẽ đoạn trừ đi được cái tâm ngã mạn, nó sẽ đoạn trừ đi được những cái tâm phóng dật, nó sẽ đoạn trừ tận gốc rễ những cái vô minh, nó sẽ đoạn trừ tận gốc rễ cái dục ái, tham ái về những cõi dục giới, nó sẽ đoạn trừ tận gốc rễ của sắc ái, tức là của tham ái về các cái cõi sắc giới, nó sẽ đoạn trừ đi những cái vô sắc ái, tham ái vào cái cõi vô sắc giới, và cái cõi mà chỉ có tâm không có thân, nó đoạn trừ hết tất cả những cái nguyên nhân mà tái sinh về tam giới, thì lúc ấy mới có thể đi đến một cái sự chấm dứt khổ đau hoàn toàn. Vậy cái trí tuệ chính là cái thanh kiếm mà nó đoạn trừ đi được phiền não vô minh. Vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật là vậy, là luôn luôn là từ cái bước khởi đầu cho đến kết thúc là luôn luôn để phát triển trí tuệ, từ cái lúc mình học pháp để làm tăng trưởng cái trí tuệ đa văn lên, rồi sau đó thực hành pháp làm để tăng trưởng cái trí tuệ gọi là chánh kiến, làm tăng trưởng cái trí tuệ về cái sự giác ngộ, từ cái trí tuệ về giác ngộ ấy sẽ đoạn trừ tất cả những cái cội gốc của những cái khổ đau, đó chính là đoạn trừ được những cái vô minh tham ái, đoạn trừ tất cả những cái phiền não, những cái phiền não tham sân si là nguyên nhân cốt gốc của tất cả mọi sự khổ đau. Thì cái mức độ phiền não ấy nó có cao thấp, cho nên mức độ khổ đau nó có cao thấp. Và cái vô tham vô sân vô si thì cái quan trọng nhất đó là vô si chính là trí tuệ, chính là cái cốt gốc của tất cả những cái sự hạnh phúc an vui. Và cái mức độ về trí tuệ nó có cao thấp khác nhau, cho nên là cái mức độ khổ vui nó có khác nhau. Vậy nên là với một người học Phật tu tập theo giáo pháp của Đức Phật
này là mình luôn luôn phát triển cái trí tuệ vô tham vô sân vô si để mình đoạn trừ đi cái phiền não tham sân si, thì đấy là cái cách để mình diệt trừ được tất cả cội gốc của khổ đau và đạt được cái sự an vui tuyệt đối, cũng chính là từ nơi tập này. Vậy thì học theo giáo pháp của Đức Phật là mình quay trở về với nội tâm của mình để mình xây dựng cái sự an vui từ trong nội tâm để diệt trừ cái sự khổ đau ở trong nội tâm này. Dùng ý nghĩa cái bài pháp là tâm là cội gốc của mọi điều của vui. Hết thì bây giờ mọi người có câu hỏi thì quý vị trả lời các câu hỏi ấy. Mọi người có ai có câu hỏi gì hỏi sư không? Môn vật thì gọi là môn, được gọi là phần, được gọi là uẩn, được thì nó chỉ khác nghĩa, khác về cái tên con nhưng mà nó cùng cái ý nghĩa. Dạ. Khác nhau. Có một câu hỏi thứ hai trong cái pháp này là khi mà ngồi thiền ở chỗ thanh vắng ấy thì con rất sợ con xếp, thì mỗi cái ngồi như thế ở chỗ vắng vẻ, ví dụ như là ở chỗ cần bộ như là thì mình ngồi, con cũng có giải tâm từ trước khi ngồi. Khi mà ngồi nó đang yên thì một cái mắt nó có xu hướng nó mở ra, rồi con cũng chỉ theo dõi cái sự không được tĩnh như là cái mắt bên phải rồi cái mắt bên soi cái mắt bên trái, thì một lát thì nó lại đóng lại, nhưng rồi một lúc sau thì nó lại có xu hướng là nó lại mở ra, lần này nó mở ra hẳn. Thì khi một con mắt nó mở ra hẳn thì con thấy một con rết nó đang bò vào cái chiếu mà con ngồi, nó đang tiến lại. Bình thường thì con rất sợ cái con đấy, thế là con lại phải đứng dậy, ghê rợn và đứng dậy. Thì con cũng thấy là cái rõ ràng là mình sân rồi, nhưng mà không đứng lên thì không được, đó là cái phản ứng rất là tự nhiên. Thì con cũng xin sư chỉ dạy cho làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ hãi đấy. Nên khi mà mình ngồi yên chỉ quan sát cái nỗi sợ hãi thôi, hay là cái việc phản ứng của mình đứng dậy nó là đúng, và mình tiếp tục ngồi tiếp hay là nên như thế nào trong những trường hợp mà gặp những cái con mà trùng tâm như thế ạ? Cảm ơn sư ạ. Đối với một những người mà chưa có định thì ở những cái nơi hoang vắng, hoang dại như vậy nó sẽ là một chướng ngại rất lớn. Thì khi nào mà tâm mình nó có định hoàn toàn rồi thì nó mới không còn quan tâm, còn sợ hãi, bất an với những cái cảnh như vậy nữa. Vậy nên là một cái tâm chưa có định, là một cái người ngồi dưới gốc cây, một cái nán cây nó rụng thôi, người đó cũng đã dâng tóc cái rồi, đừng nói gì đến một cái con trùng gì đó bỏ vào. Thì cái cách tốt nhất là trước khi ngồi mình phải để bảo vệ mình một cách an toàn nhất, ngồi trong cái vùng nó hoàn toàn là tránh được côn trùng. Bây giờ mình chưa lên mạo hiểm, mình ngồi ở những nơi mà nó chưa được an toàn,
yên tâm có định thì cũng vẫn vẫn còn phải đề phòng, đôi khi còn có những con rắn rết trùng ấy, hay là nhiều ở nhiều nơi nó có những con rất là nguy hiểm, vậy nên là cần cần phải có bảo vệ, cần phải ngồi ở trong vùng an toàn thì những cái đấy thì mình cần phải tránh được, nhưng mà có những cái người người ta còn có những cái sự sợ hãi bất an về cả phi nhân quỷ thần cái khác nữa thôi, chứ không phải cái sự đấy, có rất nhiều những cái đáng sợ khác nhau thì cái cách để nó được an tâm nhất thì là trước khi ngồi là từ chút, nhưng mà cũng vì cái năng lực về cái tâm từ của mình nó cũng chưa phải là cao, cho nên nó chưa phải là bảo vệ mình hoàn toàn khỏi những nguy hiểm được, cho nên là mình cũng phải cẩn trọng, nên là ngồi phải chọn một cái chú xứ phù hợp là tốt nhất, mình ngồi ở cái chú xứ nào mình cảm thấy nó không phù hợp, nguy hiểm, cái chỗ nào mà nó có nhiều đàn rết độc trùng, nhiều những cái ruồi bọ, nhiều những cái loài mũi mỏng thì nó cũng sẽ quấy rầy làm cho mình ngồi nó không an, thì cần phải chọn một cái chỗ nào đó mà mình cảm thấy nó an ổn nhất, an toàn nhất, cho nên là đến lúc ngồi mà mình cảm thấy an tâm nhất, tránh những cái tiếng động, tiếng ồn, tránh những sự nguy hiểm ở bên trong bên ngoài nhất. Nên cái đấy mình phải tự mình lựa chọn, mình lựa chọn để có được cái chú xứ phù hợp nhất, thì cái pháp hành thiền là vậy, chú xứ là cái quan trọng nhất. Ở một cái chú xứ không thích hợp, tâm sẽ luôn bất an, tâm bất an rồi thì chánh niệm sẽ luôn luôn bị gián đoạn, thì không bao giờ đạt định tĩnh được, nên là mình phải lựa chọn chú xứ cho phù hợp, ở cái chỗ đấy nó không an toàn thì mình chọn cái chú xứ khác nó an toàn hơn. Còn đây có câu hỏi nào không? Xin chứng minh chưa lẽ Đức Tăng ạ. Con có một câu hỏi muốn hỏi sư, đấy là con từ ngày đi đến Phật Pháp thì con cũng cố ý tránh xa cái việc mà phán xét là người khác, tức là bớt khẩu nghiệp đi, nhưng mà tuy nhiên thì trong cái suy nghĩ của trong tâm thì nó vẫn cứ khởi lên ạ. Thì con tự thực hành bằng cách đấy là con gọi tên cái suy nghĩ bất thiện đấy. Ví dụ như khi mà con có suy nghĩ bất thiện mà con nhận ra nó là tham thì con sẽ nhầm trong đầu là tham, mình đang tham hoặc là đang sân hoặc đang si ạ, thì con cũng thấy nó cũng sẽ bớt ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì con có một cái tính xấu đấy là hay phán xét người khác ạ. Ví dụ như là con quan sát thấy người ta bất cẩn hay là tức là con hay phán xét là cái người đấy như thế là bất cẩn này, hay là như thế là không tốt này, thế tức là con hay có ý chê bai người ta trong suy nghĩ của mình. Khi mà nhìn thấy người ta thì con xin sư chỉ cho con xem là cái suy nghĩ như thế thì con nên gọi tên là tham hay là sân hay là si ạ, để con có thể nhận biết ngay lập tức và để tránh ngự cái tâm xấu ấy. Con xin thành kính cha sư ạ. Khi mà mình nhận biết ra cái nội tâm của mình, đấy cũng là được một phần của trí tuệ. Có tham là mình biết đấy là tham, có sân biết là sân, có si biết đấy là si. Thì khi mà cái tâm nó tỉnh ra, nó biết đấy là tham sân si thì đó chính là trí tuệ. Và để mình phát triển cái trí tuệ đó ở cái mức sâu hơn nữa, mình cần phải biết được tham, cần phải có biết được cái sự nguy hiểm của tâm tham, cái sự nguy hiểm của tâm sân đấy. Và mình cần biết được cái tâm tham đấy, biết được cả cái nguyên nhân của cái tâm tham sinh ra, và biết cách đối trị, biết cách đoạn trừ làm cho nó không sinh khởi lên ở tương lai nữa. Thì nó ở mức độ cao hơn. Mỗi khi nó khởi lên những cái phiền não tham sân si ấy, mình có thể cảm thấy ghê sợ, biết là những cái phiền não này nó sẽ là những cái sự nguy hiểm, để lại cái sự mà khổ đau bất hạnh trong chính mình, và mình cảm thấy ghê sợ, xấu hổ thẹn về nó, có cái tâm tàn quý về nó. Và cũng phải tìm ra được nguyên nhân tại sao nó sinh tâm tham, do mình tác ý cái gì, do mình hướng tâm đến cái gì, do mình khởi lên cái suy nghĩ gì thì nó mới khởi lên, chứ không phải tự nhiên mà nó khởi lên. Đấy là mình biết được nguyên nhân của nó thì nó đối trị nó dễ hơn. Thì vì vậy nên là
khi mình phải biết là do mình có hướng đến một cái tích tướng ở đấy, nó gọi đến tâm tham, do mình có hướng đến một cái chướng ngại nào đấy, nó gọi đến tâm sân, do mình khởi đến một cái phóng dật nào đó, nó gọi đến tâm si này, thì đấy là nguyên nhân mà mình có thể nhận ra được nó tốt hơn, và sau đó mình sẽ luôn luôn tác ý đến những cái để đối trị này đó. Như mình hay có tâm tham như vậy thì mình đối trị này nó bằng cái cách là luôn khởi lên những bất định tướng, luôn luôn tác ý đến những cái pháp, những cái chánh niệm về pháp bất tịnh, và những cái thân này là bất tịnh, khi bất tịnh những cái gì đó liên quan bất tịnh thì muốn đối trị với những tâm từ, với tâm sân ấy làm cho nó không khởi lên ở tương lai, thì luôn tác ý đến tâm từ, chánh niệm tỉnh giác trên cái tâm từ, muốn diệt trừ những cái tâm tà kiến đó nó khởi lên thì mình luôn khởi nên một cái chánh kiến, một cái trí tuệ, về sự vô thường thì nó sẽ chế ngự được nó lâu dài hơn. Nếu mình chỉ nhận biết xong rồi mình để đấy thì cái mức độ đối trị nó yếu và nó sẽ khởi lên thường xuyên, khởi lên liên tục. Và mình vẫn luôn nên có một cái pháp môn nào đấy để mình tránh niệm tỉnh giác, thực hành thường xuyên trong mọi cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Mình cũng luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có tỉnh giác. Mình thọ trì một cái pháp môn nào đó và mình hãy thực hành nó thường xuyên liên tục, thì cái pháp môn đấy nó mạnh lên rồi thì cái tâm tham sân si nó cứ yếu dần đi, thì nó sẽ ít khởi lên hơn. Vậy nên là mình cần phải có một cái pháp môn nào đấy mình luôn luôn tưởng niệm đến nó trong suốt ngày đêm, lúc nào mình cũng sống với cái chánh niệm tỉnh giác ấy được, thì đấy mới là cái cách mà làm cho cái tham sân si của mình nó không có cơ hội để sinh khởi lên được. Dạ, alo. Dạ, con xin được bảnh lễ sư và sư tăng. Thư sư đã lâu lắm rồi, hôm nay chúng con đi có cái duyên lành được sư trở về cái Hà Nội để hướng dẫn cho chúng con tu tập. Con cũng mong rằng là nếu mà còn sư khi nào có điều kiện thì sư cũng lên trở về để chúng con đỡ phiêu vắng những hình bóng của chư tăng Theravada ở đây. Và con cũng xin xin sư cho con một cho con được hỏi một câu ạ. Thưa sư, con thì cũng rất là chú trọng cái phương pháp hành thiền định và hành thiền Vipassana, nhưng mà con thì có một cái con có một cái khi mà hành thiền thì con hay bị hôn trầm, thì sư xin sư chỉ dạy cho cái phương pháp mà đối trị, bởi vì trong một cái thời gian thiền nhiều khi nó cũng không đạt được cái 1-2 tiếng để nó tránh được cái hôn trầm này. Xin sư chỉ cho con phương pháp mà con xin chuyên sư, con xin cảm ơn sư. Nhưng mà lúc có những cái cách quân bình tâm ấy, đừng để cho nó tĩnh quá, đôi khi tâm mình tĩnh quá là nó cũng rơi vào hôn trầm. Vậy thì nó luôn luôn ở cái mức hoặc là cái sự tinh tấn nó yếu quá nó hôn trầm, hoặc là cái định tĩnh nó cao quá nó cũng sẽ sinh ra hôn trầm. Nên là để không rơi vào hôn trầm ấy, thì luôn luôn thay đổi những cái cách quan sát. Nếu như mình đang thực hành thiền hơi thở thì đếm hơi thở một lúc, sau đó thì biết hơi thở vào ra, sau đó biết hơi thở ngắn dài, hơi thở vào nhanh ra nhanh thì biết, hơi thở vào chậm ra chậm biết, sau đó biết toàn thân hơi thở, hơi thở bắt đầu đi vào biết, nó đang đi vào mình biết, nó kết thúc đi vào, bắt đầu đi ra, đang kết thúc đi ra mình cũng biết như vậy. Thì khi cái tâm nó bận rộn lên một chút thì nó sẽ bớt hôn trầm, còn nếu như để cho tâm nó an nhàn quá, nó không biết làm cái gì nữa là nó sẽ rơi vào hôn trầm. Và trong lúc ngồi mình biết cách quân bình, khi tâm mà nó
Định tính quá, nó nặng nề quá, nhân tâm cao quá, thì lúc ấy nó dễ rơi vào hỗn trầm. Lúc ấy cái tâm mình nó an quá, thì lúc đấy mình cần phải làm cho nó tinh tấn một chút, hơi có cái sự tác ý để cho nó mạnh mẽ lên một chút, chú tâm mạnh lên một chút là nó sẽ bớt hỗn trầm. Chứ mình không được để cho nó liên tục ở một trạng thái, nhưng mà mình cứ biết hơi thở và mình cảm thấy nó rất là an nhàn ở trên hơi thở đấy, rồi không biết làm gì, thì lúc đấy là nó tâm mình nó sẽ chìm xuống, dần nó rơi vào thụ động, nó sinh ra hôn trầm. Lúc đấy mình phải tích cực lên, mình phải tinh tấn lên một chút, chăm chú lên một chút, thấy hơi thở rõ lên một chút thì nó sẽ bớt hôn trầm. Nhưng mà nếu như một cái gì đó nó thái quá nó đều không tốt, nhưng mà mình thấy hơi thở rõ quá hay mình chú tâm mạnh quá mà mình cứ duy trì cái sự chú tâm đấy liên tục thì nó sẽ trở nên căng thẳng, thì nó cũng sẽ trở nên bị dao động quá tốt. Hay là có những lúc mình quan sát hơi thở đấy nhưng mà mình chế ngự vọng tưởng, và chế ngự ở cái mức độ quá, chế ngự mạnh quá làm cho tâm nó không còn một chút vọng tưởng nào, thì lúc ấy nó sẽ tinh quá, nó rơi vào vòng trầm. Đôi khi mình kệ nó, để cho nó hơi vọng tưởng một tí nó lại đỡ. Tức là cái gì nó vẫn luôn luôn ở cái mức trung bình tương đối thôi. Mình chú tâm cũng ở mức trung bình, không cần chú tâm quá mạnh, không quá yếu. Ngăn ngừa những cái vọng tưởng này thì cũng cần ngăn ngừa mức vừa vừa thôi, đừng ngăn ngừa lốt ráo quá, tuyệt đối quá, mà nó lốt ráo tuyệt đối quá mà nó sinh vào thụ động hôn trầm. Thế thì cái hôn trầm nó sinh lên đấy là do mình bị cái gì đó nó thái quá, cái tĩnh tâm nó thái quá, chế ngự tâm nó thái quá, cho nên sinh ra hôn trầm. Mình cần phải biết điều chỉnh lại, cho nó thực hành ở cái mức tương đối trung bình vừa vừa, thì cái tâm nó sẽ vừa phải. Còn cái tâm nó định tĩnh tốt thì là nó rất tỉnh táo, rất tỉnh giác. Cái tâm định càng sâu thì cái tỉnh giác nó càng cao. Vậy nên là phải cố gắng giữ được cái tâm tỉnh táo, tỉnh giác thì nó sẽ có cái chất lượng định tốt hơn. Còn ai có hỏi? Con xin đảnh lễ các chị ban và các sư. Dạ, con có ba câu hỏi. Dạ, con thưa sư là trong thời gian rồi thì con quan sát là con thấy tâm con dính mắc rất là nhiều, cái hạnh phúc và khổ đau của mình nó dính mắc vào chồng, vào con, vào lời nói của mọi người có ủng hộ hay không ủng hộ, thì mọi người vui thì con vui mà mọi người không vui thì con cũng thế. Và cái sự thành tựu của trong cuộc sống của con cũng thấy con dính mắc rất nhiều và nó làm cho con đau khổ vô cùng. Con không oán trách mọi người, nhưng cũng có đôi lúc thì con có oán, có giận, nhưng cũng có đôi lúc thì con thấy con cứ nằm ở trong cái vùng lầy của chính tâm thức của mình và con có thực hành chánh niệm, nhưng sau đó thì bản thân lại cảm thấy mâu thuẫn và lại thoát ra khỏi chánh niệm, thì cái cơn đau khổ nó lại đến rất nhiều. Và con xin sư chỉ dạy cho con làm thế nào nữa để con có thể vẫn sống an lạc và vẫn có thể tinh tấn mà sống hài hòa với mọi người. Chứ con thấy những nội tâm của mình cứ tiếp tục như thế này thì thực sự là phí cuộc đời, và cuộc đời nó không đáng sống ấy ạ. Con xin, đấy là câu hỏi đầu tiên ạ. Thế tâm bệnh là do mình sống nó thiên nặng về tình cảm quá, cái tâm tham ái thì mắc nó nặng quá. Cái cách đối trị nó nhanh nhất và hiệu quả nhất đó là niệm về sự chết, để mà có hiệu quả nhanh nhất là niệm một cái xác chết nào mà mình đã từng nhìn thấy. Xác chết rồi mình phải quán tưởng ra cái xác chết đấy đang ở cái chương sình, hay là đang bị phân hủy, hay là đang có giỏi bọ, hay là đang bị tan hoang, hay là mình thấy một cái người nào đó mang đi thiêu rồi chỉ còn lại cho tàn, và mình niệm tưởng nhớ như vậy, niệm xác chết rõ ràng như vậy, sau đó mình niệm chữ chết trên mình, quay về niệm này, mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết, sự sống này không có bền vững trường tồn mà chắc chắn nó sẽ phải chết, thì cái niệm là chắc chắn là sẽ chết rồi mình hình dung cái thân mình nó cũng giống như một cái xác chết vậy, cũng hủy hoại hủy diệt như là một cho tàn và không thể tồn tại được lâu dài.
Rồi sau đó thì mở rộng cái niệm về sự chết đấy lên trên tất cả những người khác, dù là những người đó còn sống, dù đó là những người thân yêu, dù đó là những người ở xa hay ở gần, người yêu hay người ghét, thì cũng luôn luôn niệm như thế, chắc chắn họ sẽ chết, niệm niệm ở trong tâm như vậy thì nó sẽ xua tan được. Nếu như cái chánh niệm ấy nó được mạnh mẽ, cái chánh niệm ấy nó mà rõ ràng, nó như thật, quán thấy được cái chết trên mình như thật, quán trên chích cái chết ấy trên tất cả mọi người mà nó như thật, thì sẽ buông, sẽ xả ra được hết tất cả những cái sự yêu và ghét, tất cả những cái vui và buồn, sẽ xả được hết tất cả cái sự dính mắc, không còn quan trọng về cái sự khen chê yêu ghét nữa. Và vẫn cần phải thực hành, không phải cái sự thực hành này chỉ một ngày hai ngày mà nó thành tín được, mà nó phải được thực hành thường xuyên và liên tục, hàng ngày liên tục. Thì phải có một cái giờ nào đó để thành thiền tĩnh tâm và thực hành cái sự niệm chữ chết này trong lúc ngồi thiền, cho cái chánh niệm ấy nó mạnh lên rồi, rồi sau đó mình giữ cái chánh niệm đấy cả những cái lúc đi đứng nằm ngồi, cả những cái lúc đi đứng nằm ngồi mình cũng luôn niệm chữ chết như vậy trên thân mình và mọi người như vậy. Thì bất cứ lúc nào mình khởi lên một cái khổ đau, một cái phiền não, cái no nắng hay một cái tham luyến tham ái gì mắc gì, thì mình cũng luôn niệm như thế, là tự nhiên nó cái tâm nó thanh thản, nó cái tâm nó buông xả. Thì đấy là cái cách để buông xả được nhanh nhất, để mình có được cái tâm tự tại nhân, nhưng mà vẫn phải thực hành một cách thường xuyên liên tục, thì dần dần nó mới có kết quả. Dạ vâng, con xin vâng ạ. Con xin câu hỏi thứ hai. Con thấy ra được cái sự dính mắc của mình rất là nhiều vào cái tình cảm rất là nhiều, và vì như thế thì con thấy ra được là cái sự vô ngã và cái sự gọi là không dính mắc thì nó sẽ mang lại cái lợi lạc an lạc nó lâu dài hơn. Và con cũng có mong muốn rằng mình sẽ đi trên cái con đường này nó lâu dài. Tuy nhiên là có những cái thời điểm khi mà mọi thứ nó thuận duyên, như là ở trong gia đình hài hòa, vợ chồng hài hòa, con cái hài hòa, thì lúc đấy tâm con lại quay trở lại với cả cái thói quen, cái thói ưa thích là được sống đầy đủ gia đình, rồi người thân thích, vợ chồng, lại không có muốn quay lại cái con đường mình tự tu tập. Thì con xin sư chỉ dạy cho con làm sao để con vẫn có thể tiếp nối được con đường này và có thể gieo được cái duyên lâu dài cho mình về sau này nữa. Giữa cái đường đời và cái đường đạo, giữa cái sự tức là hai cái mặt này ấy, thì nó sẽ luôn luôn đối lập với nhau. Nếu như bây giờ mình mà muốn tiến bộ về cái con đường đạo này thì nó mình sẽ phải chấp nhận thiệt thòi về cái đường đời, và mình muốn phát triển mạnh về cái đường thế gian này, cái đường đời thì mình sẽ thiệt thòi về cái đường giải thoát, cái con đường đạo. Thế là mình phải lựa chọn, mình tiến về cái này thì mình phải lùi cái kia, mình muốn tiến về cái con đường tu tập thì mình phải giảm bớt cái đường đời đi thì nó mới tiến bộ được. Chứ còn nếu mình muốn cả hai thì cái tâm tham của mình nó lại quá lớn, và mình muốn đi hai con đường hợp nhau thì nó sẽ không đạt được cả hai, đạt được cái này mất cái kia, không thể đạt cả hai cái này được. Mà chỉ có cái là mình sống tự tại, là sống tự tại ở giữa cuộc đời mà không nhiễm đời mà thôi, thì cần phải muốn tiến bộ về cái đường nội tâm của mình cho nó bớt phiền não, để cho mình biết được hướng đến cái sự giải thoát khỏi cái khổ đau này, thì mình cần phải dành cái thời gian, phải dành thời gian trong ngày ra để tĩnh tâm, để mình học đạo, tức là mình có thể là học pháp hay là để có thể tu tâm ngồi thiền, và mình phải giảm bớt cái thời gian cho công việc, giảm bớt cái thời gian cho gia đình đi một chút, có thể
cái điều ấy nó có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình một chút xíu chứ cũng không thể nào mà không ảnh hưởng được. Mình không đã bớt cái thời gian cho cái việc tu tập rồi, nhưng mà đấy cũng là cái cách để mình có được cái cuộc sống nó tự tại, nó an vui. Nhưng mình cứ muốn là cái đường đời này mình dốc hết lòng hết sức để làm sao cho tốt đẹp nhất, rồi cái cuộc sống gia đình của mình tốt đẹp nhất, mình dốc hết lòng hết sức ra để mình xây dựng cái sự hạnh phúc ở gia đình ấy. Thì bản chất của cái đời sống thế tục là khổ đau, là phiền não ấy. Thì mình đang dốc sức xây dựng một cái đời sống khổ đau, đang dốc sức xây dựng một cái cuộc sống phiền não. Nhà thế tục là nhà phiền não, tham ái là phiền não. Thì cái đời sống ở đời là bận thì mình sẽ luôn luôn là khổ đau phiền não, chứ không bao giờ có chuyện là mình sẽ dốc sức xây dựng cái đời sống này mà mình sẽ có được cái sự hạnh phúc một cách viên mãn toàn nguyện được. Cái đời sống này là vui ít khổ nhiều, điều đó nó không tránh khỏi được. Mình có dốc sức ra làm bất cứ một cái việc gì nó thuộc về cái pháp thế gian này nó thế, thì do cái vô minh ảo tưởng mình cứ nghĩ là cái thế gian này là hạnh phúc, là an vui, rồi mình dốc lòng dốc sức ra để kiến tạo xây dựng cái đời sống thế gian. Nhưng cái đời sống thế gian người ta xây dựng từ ngàn xưa đến nay nó vẫn khổ đau, vẫn phiền não, vẫn bất an, chưa bao giờ an vui thật sự. Cái đời sống thế gian là bận thì mình phải chấp nhận cái đời sống thế gian này là sẽ có lúc vui lúc khổ, và không phải vui khổ là do mình chủ động mình làm cho nó vui mà nó vui, là khổ mà nó khổ được, mà nó còn do cái sự chi phối của những cái nghiệp thiện ác của mình ở trong quá khứ nữa. Có những cái lúc mà cái thiện nghiệp của mình nó trổ quả cho nên mình luôn luôn gặp những cái điều như ý, hài lòng mà mình cảm thấy nó an vui. Có những cái lúc cái bất thiện nghiệp ở trong quá khứ nó cho quả thì mình sẽ luôn luôn gặp những cái trắc trở, những cái không như ý, và lúc ấy mình sẽ khởi lên phiền não. Cho nên mình không thể làm chủ được cái hạnh phúc và cái khổ đau ở trong cái cuộc sống này được. Mình cứ tưởng là mọi thứ nằm trong tay mình muốn xây dựng hạnh phúc là được. Thì cái đấy là cái sự hiểu sai của mình, nhận định sai của mình. Thì mình cần phải làm mà mọi cái bổn phận của mình ở thế gian này với một cái tâm không có dính mắc, không có phiền não, bằng cái tâm mà có chánh niệm tỉnh giác ở trong đấy. Nên là đừng có đòi hỏi một cái gì đó nó quá hoàn hảo, quá viên mãn đối với cái cuộc sống thế gian. Mà mình phải chấp nhận cái mặt tương đối của nó có khổ, có vui, có cái tốt, có cái xấu, có cái như ý và có cái bất như ý. Còn nhờ hướng về cái nội tâm mình tu tập và lúc nào mình cũng biết là mình còn phiền não, còn khổ đau, và mình còn phải nỗ lực tu tập để làm giảm bớt cái phiền não này đi một chút nào thì sẽ giảm bớt cái khổ đau đi chút ấy. Thì hàng ngày phải dành ra một cái thời gian để công phu học đạo và cái công phu hành thiền tu tập để mà gây dựng mà nó dần dần chứ đừng đòi hỏi nó phải có kết quả ngay tức khắc được. Con thưa sư là con có câu hỏi cuối cùng ạ. Con quan sát thấy là trong cái thời gian khoảng 1-2 năm vừa qua thì con dành hoàn toàn dành cho cái việc là con ở một mình và con thực hành tâm pháp. Tuy cũng chưa tinh tấn, chưa thực sự là sáng sủa, tuy nhiên là con đã thấy là con khá là rời xa với cả cuộc sống thực tế. Có thể là xa đạo thì có thể là bản thân mình có cái sự phát triển hơn và trong nhà có thể êm ấm hơn, nhưng mà về công việc thì con không ưa thích ra ngoài, con cũng không ưa thích giao du, con cũng không ưa thích lên cái kế hoạch để làm việc. Và gần như là không có cái ham muốn về việc là phát triển về mặt kinh tế và tài chính. Thì cái này cũng là một cái con thấy là bản thân mình đang đi lệch, bởi vì dù sao thì cũng có rất là nhiều người thân quyến thuộc của mình cần sự hỗ trợ về mặt tài chính của mình. Và nếu như con hỗ trợ về mặt tài chính thì mọi người cũng sẽ an vui và mọi người cũng sẽ làm được nhiều cái phát thiện hơn. Đấy là cái thứ nhất mà con rất là mâu thuẫn. Bởi vì con quan sát khi mà con lập kế hoạch làm việc thì con lao rất nhiều và con dính mắc vào công việc cũng rất là nhiều. Thì con chỉ muốn làm việc trong cái trạng thái thong dong và an vui thôi, chứ không muốn là
mình quá là lao vào công việc và lao tâm khổ tứ quá là một cái thứ nhất ạ. Và cái thứ hai nữa, con quan sát thấy là khi mà con dành thời gian để mà ở một mình trong khoảng mấy năm qua ấy, thì con gần như không quan tâm về cả cái hình thức bên ngoài. Có gì dùng đấy, có gì mặc đấy và như thế nào cũng được ấy. Thì khi mà con đi ra ngoài làm việc lại thì tất cả mọi người đều góp ý, đều nói là không nên như thế, phụ nữ là phải quan tâm về bên ngoài, phải thế này thế kia. Thì con cũng thấy bản thân mình cũng hơi lệch, đấy là không quan tâm vào cái bên ngoài nữa. Nhưng nó lại mâu thuẫn với cả cái biết của con rằng mình quá quan tâm về bên ngoài thì mình sẽ dính mắc vào sắc đẹp, vào thân thể này của tôi các thứ. Nhưng mà một phần nữa thì con cũng muốn là mình phải giữ là cái thân của mình thật khỏe mạnh để mình còn có cơ hội để mình tu tập, mình có cơ hội để mình có thể làm những cái điều tốt ở trong cái cuộc sống này của mình. Thì ở trong cái tình huống như thế này thì con nên làm gì nữa ạ? Đúng là cái con đường tu đạt là nó thế, khi mà một người tu mà càng có cái sự tiến bộ thì nó càng có sự nhàm chán đối với những cái pháp thế gian, thì nó nhàm chán những cái cảnh ồn ào náo động, những cái cảnh giả tạo ở thế gian, và nó sẽ ưa thích những cái đời sống độc cư, ưa thích cái sự biến ni và tránh xa những nơi ồn ào, ưa thích cái sự an tịnh. Và càng ngày thì cái mức độ tu tập ấy, cái tâm linh của mình nó càng tiến bộ thì cái mức độ nhàm chán nó sẽ càng cao hơn, càng lúc nó còn cao hơn nữa, nó cao đến cái mức độ nào mà nó cao đến mức độ cao nhất là mình sẽ buông bỏ hết, sẽ buông xả hết. Còn ở cái giai đoạn mà mình còn đang ở cái giai đoạn mà mình chưa buông xả được ấy, thì mình vẫn có thể làm mọi cái thứ khác với cái bổn phận, với cái sự không dính mắc. Vẫn có thể làm các cái công việc mà nó không có cái sự ưa thích ở trong đấy, thì cái công việc đó mình vẫn làm được chứ không phải là không làm được. Mặc dù mình, cái lúc đầu ấy mình sẽ cảm thấy làm cái việc đấy cảm thấy nó không thích nghi, nó không phù hợp, và mình sẽ cảm thấy nó có chút phiền não. Nhưng mà mình vẫn, vì mình cái bổn phận nhiệm vụ của mình làm thì mình vẫn phải làm, coi như đây là cái phận sự, coi như đây là cái nghĩa vụ, và mình cần phải làm những cái công việc ấy, mình cần vẫn phải làm những công việc để kiếm tiền, để lo cho mọi người thân ở xung quanh mình. Nhưng mà cái tâm trong nội tâm của mình mà càng giữ được cái tâm mà nó đi tham ấy, càng giữ được cái tâm mà không ái luyến, không dính mắc ấy thì càng tốt. Thì vẫn được, nhưng mà thực nói thì nói thế thôi, nhưng mà khi ra làm một thời gian nó diễn ra liền sẽ thanh tịnh được. Khi nào mình còn sống ở trong môi trường thanh tịnh, xa lánh cái đời sống thế gian thôi, chứ khi mà mình đã đi vào trong thế gian làm những cái công việc ấy sẽ được một thời gian đầu thì nó chưa thích nghi, nhưng mà một thời gian sau thì nó cũng quen dần, rồi một thời gian sau nó sẽ nhiễm lại dần, rồi một thời gian sau mình sẽ những cái gì mà mình đã thực hành được ấy nó mất sạch, thì là nó là như vậy. Giữa đường đạo với đường đời nó như thế, mình chưa rốt ráo. Chỉ khi nào một những người mà chứng được mà bỏ thời gian ra mình tu tập, nhưng mà mình chứng được cái đạo quả, ví dụ như chứng được sơ quả dự lưu rồi, sau đó mình quay trở về, mình có làm bất cứ việc gì nó cũng không ô nhiễm trở lại nữa, không bao giờ ô nhiễm. Còn cái mức độ mình tu thanh tịnh tâm được một chút thì nó cũng có nhàm chán, có ni tham được một chút, có cái sự ngần ngại đối với cái ô nhiễm ở đời một chút, nhưng mà nó chưa rốt ráo, thì bây giờ mình trở lại nó sẽ nhiễm lại dần dần thôi. Rồi dần dần mình sẽ trở lại như ngày xưa, lại tham sân si, lại tham nam mọi thứ như trước ngay. Nó chỉ mất một thời gian đầu, nó chưa thích nghi thế thôi. Còn nếu mà muốn rốt ráo về con đường đạo này thì mình phải buông bỏ hẳn đường đời, tuyệt đối luôn, giống như là từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chuyên tâm chỉ có thực hành giới định tuệ đi đến niết bàn giải thoát luôn được. Thì là cái con đường đấy thì nó cứ nhàm chán được, nhàm chán được, không bao giờ nó muốn trở lại cái đời sống thế gian nữa. Còn vì mình chân trong chân ngoài thì nó còn có sự đằng đẵng đấy, nó còn sự đau khổ đấy, nó còn cái sự đấu tranh đấy, cuối cùng cái gì nó mạnh hơn thì nó sẽ chiến thắng.
Dạ, con thưa sư và đạo tràng hoan hỉ cho con một câu nữa. Cái câu này con hỏi, con cũng suy nghĩ mất mấy năm rồi mà con nay năm được gặp mà các sư con xin hỏi. Trong thời gian mà ở một mình ý, thì con mới nhận ra là những cái thứ mà bên người bên ngoài luôn dạy là vợ chồng phải giữ gìn gần gũi thì nó mới giữ được cái tình cảm ấy, thì con thấy là cái đấy cũng là một cái dính mắc mà rất là đau khổ. Con cũng đã từng nghe lời những cái người ở bên ngoài để có thể là giữ được tình cảm vợ chồng nó luôn luôn là êm ấm theo cái kiểu rất là thế gian, nhưng sau đấy thì con thấy ra không phải thế. Thì có một chị mới nói nếu như mà em cứ xa rời với cả chồng của mình mà không có cái sự gần gũi thì chồng của em ngoại tình hoặc là có cái tâm ham thích về sắc nhan sắc bên ngoài thì lúc đấy em cũng vô ý là em đẩy người ta làm những cái điều không có thiện. Thì con mới băn khoăn là không biết là tự tính mình tốt lên, mình hòa nhã, mình hòa ái hơn. Nhưng mà mình không có cảm giác và mình cũng không có mong muốn được thân mật với cả chồng mình nữa. Và nếu như nhỡ may chồng mình có cái sự ham thích bên ngoài như thế thì con có vô ý tạo tội tiếp cho mình và cho chồng con không ạ? Không, không có nhá. Giống như là có những cái người mà nhất là do những cái người trên đời thì có cái tâm tánh nó khác nhau, do mình sinh về ở những cái cõi sống khác nhau. Tức là những người mà những kiếp trước từng là những người tu ni dục ni than rồi thì đời này nó cũng vẫn còn cái sự thanh tịnh, và có những người sinh về từ những cõi phạm thiên, cho nên là cái đời này cái người đấy có cái sự tham dục nó rất là ít và nó khác nhau như vậy. Nên là như thời Đức Phật vẫn có những cái người nữ tu sĩ, người ta muốn làm những cái thiện pháp, người ta muốn hay là muốn tu tập, ta con thì có thể tìm là những người kỹ nữ khác đến để chung sống với người chồng của mình để họ đành tay làm những cái việc phước khác. Sao cả công tử xin phép được chúng là ai là chủ nhân của xe ô tô Mitsubishi biển số 30E06934 xuống di chuyển xe để cho xe trở về liệu xây dựng của chùa. Đời thì những cái xem ấy nó vẫn có những cái nó đúng,
Nhưng mà có cái là người ta vẫn thấy được có rất nhiều những cái pháp, người ta vẫn thấy được cái quả nó sẽ cho ra. Tức là cái quả mà người ta sẽ xem được một cách chung chung là trong năm nay mình sẽ gặp những cái chuyện gì. Thì những cái đó người ta thấy được quả nhưng người ta không thấy được nhân. Chỉ có cái nó khác với giáo pháp của Đức Phật. Là có những cái mình thấy được quả nhưng mình không thấy được nhân. Thế là và những dù mình có thấy, mình có biết được những cái điều đấy thì mình cũng chẳng giải quyết được cái gì. Nó vẫn diễn ra như vậy. Biết trước thì nó hay là cái mình không biết trước thì nó cũng thế thôi. Đôi khi những cái đấy mình biết trước mình cũng chỉ sinh ra cái no nắng phiền não. Mà với một cái người mà mình chẳng biết trước thì nó cái cuộc sống nó cũng vẫn diễn ra như thế thôi. Nhưng là một cái năm nào đó mình có thể thử đi xem rất nhiều những cái pháp về xem bói, về xem tướng số, về xem tuổi tác, mình biết rõ cái năm nào, ngày nào, tháng nào sẽ là những cái vận hạn luôn đấy. Thì tự nhiên cái tâm trí của mình sẽ luôn luôn để vào đấy, luôn luôn hướng vào đấy. Và nó cũng có thể sinh ra no nắng nếu như mình biết là cái năm đấy sẽ là năm hạn, năm đấy sẽ gặp những cái chuyện vận hạn này tiên. Và khi mà những cái chuyện đấy nó diễn ra đúng như những cái điều mà mình đã được biết đấy, đã được xem ấy, thì tự nhiên mình sẽ khởi lên một cái tà kiến, tin sâu luôn vào những cái pháp này, tin sâu vào những cái pháp tướng số, nó sẽ xem tuổi tác, ngày tháng, vận hạn này. Chính vì càng tin vào những cái đấy thì tự nhiên mình sẽ mất đi cái niềm tin về nhân quả. Không, vì cái đấy nó chỉ là quả thôi, nghĩa là cái quả mà mình không thiếu được. Tất cả những cái pháp đấy đều không nói là được nguyên nhân tại sao mình gặp cái này, tại sao mà chuyện đó. Còn như thời Đức Phật thì bất cứ ai mà có một cái chuyện khổ hay là một cái chuyện vui nào cũng đều đến hỏi Đức Phật nguyên nhân tại sao lại có cái chuyện đấy, nguyên nhân tại sao cái người ấy hay là bản thân con lại gặp cái chuyện ấy. Và Đức Phật luôn luôn nói cho người đấy biết được cái nguyên nhân đấy là do đã tạo ra cái nhân đấy từ cái kiếp này, từ bao nhiêu kiếp về trước, ví dụ như ngày Mục Hiển Niên bị ngoại đạo đánh chết thì lại nói là được cách hệ 100.000 kiếp về trước do cái nghiệp bất hiếu với cha mẹ. Thì cái người mà thấy được cái nhân với cái quả như vậy thì cái trí tuệ nó mới sinh ấy, từ cái nhân quả. Về một cái người mình muốn phát triển trí tuệ, mình luôn luôn quán về nhân quả, có cả những cái mình không biết. Nhiều khi mình gặp bất cứ một cái chuyện vui gì đó thì mình luôn luôn quán rằng do mình đã tạo cái công đức phước này ở quá khứ. Khi gặp một cái chuyện khổ đau gì đó thì mình luôn luôn quán rằng mình đã tạo những cái tội lỗi ác nghiệp gì đó ở trong quá khứ. Thì luôn luôn nhìn nhận, phân tích về nhân quả như vậy thì nó sẽ phát triển được cái trí tuệ rất là nhanh. Và sẽ trong cái cuộc sống hàng ngày khi mình làm bất cứ một cái việc gì mình sẽ luôn luôn nhận được đây, cái việc này sẽ để lại cái hành động kết quả như thế nào ở tương lai. Khi mình làm một cái việc xấu nào đấy, mình luôn luôn biết cái việc này sẽ để lại kết quả bất hạnh khổ đau ở tương lai. Khi làm một cái việc tốt gì đấy thì mình cũng sẽ luôn luôn suy tư đến nhân quả, cái việc này sẽ để lại kết quả an vui tốt đẹp ở tương lai. Khi mình giữ giới mình sẽ biết là cái giữ giới này sẽ để lại kết quả này ở tương lai. Khi mà mình phạm một cái giới nào đó mình cũng biết là cái nghiệp này sẽ để lại cái quả khổ đau ở tương lai. Cũng như vậy, khi mình nhìn tất cả mọi người bằng cái trí tuệ nhìn về nhân quả, mình thấy một cái người đang chịu những cái nỗi khổ đau thì mình nghĩ ngay đến cái nghiệp mà họ đã gieo. Mình thấy một cái người nào đang hưởng cái sự an vui hạnh phúc, mình cũng nghĩ ngay đến cái nhân mà người ta đã gieo. Thì luôn luôn có cái suy nghĩ, cái nhìn nhận về nhân quả như vậy chính là chánh kiến. Thì đấy chính là trí tuệ. Và càng tác ý suy tư được như vậy nhiều thì trí tuệ của mình nó sẽ càng tăng lên, và những cái vô minh nó sẽ càng dần dần nó giảm bớt đi. Và đến lúc mình có tu tập nó rất nhanh chóng chứng đắc được những cái pháp về nhất là chứng đắc được các đạo quả, nó cũng sẽ rất nhanh chóng. Kính thưa sư và chư đại chúng con,
con thì vẫn là thường xuyên theo những buổi giảng pháp của thầy sư vào thứ bảy hàng tuần ạ. Thì là đúng là từ ngày mà con nghe được giáo pháp cũng như là thực hành theo thiền tứ niệm xứ thì con cảm thấy là đời sống có chánh niệm tỉnh giác và nó an lạc hơn ạ. Trong công việc hay là trong mọi cái động dụng của đời sống hàng ngày thì là làm thì là con đều là làm với tâm là phụng sự thích mình ạ. Còn đến khi mà kết quả như thế nào đấy thì là con nghĩ là lúc đấy nó theo duyên nghiệp, thì thực sự là con cảm thấy là rất là an lạc. Thì nhưng mà con nhận ra trong quá trình mà con cảm thấy như vậy thì là con càng ngày con càng quen với cái sự mà yên tĩnh và tĩnh lặng. Tức là con thường là con sẽ dành một cái thời gian buổi sáng ra là con sẽ ngồi con thực hành thiền, còn các cái buổi tối là con sẽ vào con nghe pháp thoại. Thế nhưng mà trong quá trình thực hành như vậy thì là khi mà con đến công sở ấy thì là con sẽ cũng không quen dần với cái việc là kiểu mọi người hay ngồi là bàn luận hay là nói chuyện người này người kia hoặc cái công ty này kia đấy, thì là dần dần là con không thích nghe như thế nữa và con cũng là chỉ ngồi có mặt thôi còn con không tham gia. Thế thì con thấy cái việc đấy thì là nó có cái lợi ích là nó giúp cho mình tránh nghiệm ở trong công việc. Nghĩa là với cái khối lượng công việc như vậy, nếu mà bình thường thì con EA con làm một tuần, nhưng mà khi tránh nghiệm vậy thì con chỉ làm khoảng 3 ngày và con làm xong và làm rất tập trung, không bị kiểu như là bị những cái sai sót nhỏ ấy. Thế nhưng mà khi mà về trong gia đình thì là bởi vì nghĩa là quen tĩnh lặng như vậy, nhưng mà với người thân thì con lại bị dính mắc. Nghĩa là ví dụ như là với các cháu nhỏ, nghĩa là con của con trong gia đình ấy, khi mà các cháu có mâu thuẫn ấy thì là con lại, nghĩa là con không đứng ngoài được mà con lại hay là dùng cái tâm của cái người làm mẹ để con hay muốn là đứng ra hòa giải và phân tích. Nhưng mà nhiều khi con nói ấy, thì là các cháu nó không nghe, không hiểu sao thì làm các cháu nó lại cảm thấy là nó không được hiểu, có khi nó khóc mếu nhiều hơn. Thì con đang không biết là bây giờ con nên là để cho, nghĩa là con coi những người thân trong gia đình của mình là các chuyên nghiệp, các chúng sinh, nhưng mà nhiều khi con nghĩ là hay là cứ để cho là tự nhiên con không can thiệp vào nữa, con chỉ đứng con quan sát bên ngoài ạ. Con xin từ bi, sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Cái đấy là tốt, thì nhất là mình có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không tham gia vào những cái phù phiếm nhảm nhí ở bên ngoài, cho nên là nó đỡ bị phân tâm, nó đỡ loạn tâm, thì đến lúc làm công việc nó tốt hơn, thì cái điều đó cũng tốt. Và khi mà mình sống có chánh niệm tỉnh giác như vậy, nó cũng sẽ tăng cái trí tuệ lên. Trí tuệ của mình nó tăng lên thì mình cũng sẽ biết được là cái phận sự của mình, cái bổn phận của mình cần làm gì để có lợi lạc, để có lợi ích cho những người xung quanh. Cũng nhờ có chánh niệm tỉnh giác như vậy đấy, thì sẽ biết được khi mình sống với những người thân, những con cháu của mình, thì mình sẽ dùng nhiều cái cách thức, nhiều cái phương tiện để giáo hóa, để làm cho nó tốt hơn. Thì mình cũng không được vô tâm, vô tình, mặc kệ nó sống một cách hoang dại. Được, mà mình phải có nghĩa vụ dẫn dắt nó, vẫn phải có cái sự giáo dục, chỉ dẫn hướng đạo cho nó, để nó cũng biết phân biệt được cái tốt, cái xấu, cái phải trái, đúng sai. Thì cái đấy mình phải tham gia, chứ không thể bỏ lơ được. Cái đấy là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mình. Nhưng mà mình sẽ hướng nhờ cái sự giáo dục rèn luyện đấy, thì sau này nó trưởng thành, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có trí tuệ hơn, định được những cái điều phải trái tốt xấu tốt đẹp hơn. Thì đấy cũng là một cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của mình. Và khi mà mình muốn làm lợi lạc cho ai thì mình cũng phải tham nhân và phải có cái sự vất vả khổ sở khổ tâm trong cái lúc đầu ấy. Thì cái việc đấy là việc mình nên làm, cái đấy là việc mình phải làm. Và không những mình biết áp dụng pháp để tu tập chánh niệm cho bản thân mình, mà mình còn phải hướng đạo cho những người xung quanh, cho những người thân của mình được. Và khi mà mình muốn cho những người khác biết đến đạo như mình, thì mình sẽ vất vả hơn rất nhiều, sẽ phải gian khổ hơn rất nhiều, sẽ phải kham nhẫn hơn rất nhiều, và mình phải chấp nhận điều đó thì mình mới làm cho mọi người xung quanh mình tốt hơn được. Con xin phép vừa con muốn hỏi câu hỏi như thế này là trong quá trình hành thiền ấy, thì trong lúc mà con ngồi con thiền thì là con thiền con thực hành thiền là giải tâm từ ấy. Thì trong trong lúc mà đã
con thấy tức là thấy tâm thiên thiên tĩnh táo lặng rồi ấy, thì là có lần là con thấy là như kiểu có một con nữ ấy, thế là ngồi ngay trước mặt mình mà kiểu thấy rất là dữ dội, thì lúc đấy thực sự là con đã khởi lên một cái tâm là con cảm thấy nó hơi hoảng sợ. Thế nhưng mà sau đấy con trấn tĩnh lại thì con mới nghĩ là con xin hồi hướng phước đức cho cái vị này và mong họ là được siêu sinh nơi nhà thành. Thì đến sau đấy thì là tự sau đấy là nhân thế là họ biến mất, nhưng mà đến sau đấy thì là con không được ngồi kiểu tĩnh tâm được nữa, con cảm thấy là cái tâm kiểu như là sợ hãi của mình ấy thì là nó khởi lên. Thì là con muốn xin hỏi sư ạ, là xin sư từ bi chỉ dạy cho con những phương cách đối trị khi mà gặp cái tình huống như vậy. Đấy là cũng là một phần là do cái tưởng của mình, thứ hai nữa là khi mình ngồi cái sự tu tập mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái tín ngưỡng thế gian ấy. Ví dụ như là khi ngồi thiền ấy, mình cứ hay nghĩ đến những cái ông bà tổ tiên, hay là mình cứ hay quá quan trọng về những cái tín ngưỡng thờ tự, nghĩ là mình sẽ tạo những cái phước này để hồi hướng mong cho những người thân của mình được sinh về cõi này. Tức là vậy thì để cho mình không bị ám ảnh bởi những cái chuyện đấy thì mình rất trong, nhất là trong lúc ngồi thiền nha, tuyệt đối không được nghĩ, không đến những cái cảnh giới siêu hình ấy, thiêng liêng, tức là không được nghĩ đến bất cứ một cái gì đó mang cái tính chất thiêng liêng. Nếu như mình có ngồi trước một cái ban thờ thì mình không được nghĩ là trên ban thờ này có ông linh, không được nghĩ là trên ban thờ có tổ tiên, có ông bà gì đấy. Và mình cũng không được nghĩ rằng là mình ngồi tu tập như thế này để chắc là tổ tiên ông bà hay thần linh hay những cái vị phi nhân ở đây là đang thấy mình tu tập ấy. Thể hiện là mình tu tập là mọi người đang thấy mình tu tập ở kia ấy. Tức là tâm mình không được nghĩ đến những cái khoái sống, những cái cảnh giới thiêng liêng đấy, mà cái việc tu tập nó phải là hoàn toàn riêng tư, đó là cái việc cá nhân của chính bản thân mình. Giống như là một cái người mình đang vệ sinh cái thân thể tắm rửa, cho cái thân thể này hoàn toàn là cái việc riêng tư của mình, không có nghĩ gì đến ai, không nghĩ gì đến cái chuyện thiêng liêng hay là cái tốt xấu gì cả. Thì cái lúc ngồi thiền cũng y như vậy, cũng giống như mình đang làm một cái việc gì đó rất là riêng tư, rất là cá nhân, chứ không phải là mình đang làm một cái việc gì đấy mang cái tính nghi lễ, mang cái tính thiêng liêng ở trong đời. Thì tất cả những cái hiện tượng đấy nó sinh ra là do tâm mình có hướng đến, mới sinh, mình có tác ý đến thì mới sinh ra. Mình cứ hay nghĩ đến cái vong linh nọ kia thì những cái vong linh ấy nó mới hiện ra, và nếu mình không nghĩ đến thì nó không hiện ra. Vì vậy cho nên là đừng có nghĩ đến thì nó sẽ không hiện ra. Và mà nếu như mình thấy nó có bất cứ một cái hiện tượng gì đó mà xuất hiện thì phải làm nơ ngay đi, nản cái tâm sang cái khác, đừng nhìn vào cái đấy, đừng phân tích, đừng suy luận gì đến cái chuyện đó cả, thì nó sẽ không xuất hiện ra được. Nhất là đối với người hành thiền thì nên hoàn toàn tránh xa những cái tư tưởng ấy, những suy nghĩ ấy. Nhất là mình đừng nghĩ là mình làm cái việc này thì sẽ được các cái vị vong linh hay Phật hay Bồ Tát gì đó sẽ hoan hỷ với mình, hay là thấy mình, hay là ra hộ trì cho mình, hay là mình cũng không được nghĩ là mình làm cái việc này sẽ có lợi nào, có tốt cho ông bà tổ tiên gì, tức là hoàn toàn không nghĩ gì đến cái chuyện đấy thì nó sẽ không bao giờ sinh ra những cái cảnh đấy cả. Thì cái cảnh đấy nó sinh ra vẫn là một phần là do tâm lý của mình, tâm lý ý thức mình hay nghĩ đến những cái đối tượng đấy, những đối tượng nó mới xuất hiện. Và nếu như xuất hiện là nơ đi là nó sẽ hết ngay, nơ ngay đi, quên đi, hướng cái tâm sang cái cảnh khác và nó hết ngay. Và phải trấn tĩnh tâm là không được sợ cái chuyện đó. Nếu như mà mình cứ sợ hãi cái chuyện đó là lần sau mình ngồi thiền tâm nó không an, tâm nó bất an và nó lâu ngày nó ám ảnh mình và mình cứ luôn luôn bị cảm thấy sợ sợ sệt và bị động tâm, rồi dần dần mình không dám hành thiền nữa. Đấy có thể là do chính tâm mình tự làm mà cho mình bất an. Cũng đôi khi cũng có trường hợp là có những phi nhân người ta muốn chống phá mình, không muốn cho mình tu tập. Vậy thì chỉ có cái là mình không nghĩ đến họ là họ sẽ không xuất hiện được, đúng không? Còn nghĩ thì còn bị xuất hiện. Kính thưa tất cả các quý vị Phật tử, bây giờ đã là 10 rưỡi rồi ạ, cho nên là ban tổ chức chúng con xin phép và chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cho thời khóa sáng nay. Và nếu các quý vị mà còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta lại sẽ tiếp tục vào 1 giờ chiều cho thời khóa chiều nay ạ.
Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của buổi sáng nay ạ. Con cung kính bạch với các quý sư ạ, con cung kính bạch với sư. Xin sư cho con, giúp cho con một câu hỏi và con, đây là đường mắt của con, con nghĩ rằng là cũng là nhiều người chưa của con đến mắt ạ. Trong thời gian hành thiền thì con thấy là cái khó nhất ấy, làm sao để không phóng tâm ạ. Thì xin sư chỉ dạy cho chúng con cái phương pháp để đối trị lại cái hiện tượng phóng tâm này ạ. Phóng tâm thì mình không cần phải tuyệt đối hết cái phóng tâm ấy, như mình đang hành thiền hơi thở, nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thì mình chỉ cần chú tâm vào cái mức vừa vừa thôi. Mình thấy cái hơi thở đó nó không quá rõ mà nó cũng không quá mơ hồ, nó rõ ràng một cách vừa vừa, và khi nào nó rõ quá thì mình hơi lơ đi, khi nào lơ nào quá thì hơi rõ lên một tí. Chú tâm không mạnh không yếu, và trong cái lúc mình quan sát hơi thở đấy một vài cái phóng tâm nó sẽ khởi lên. Thì khi nó khởi lên cái phóng tâm đấy, thứ nhất mình không đi theo nó và không bàn muốn phân tích gì về cái phóng tâm ấy cả, hay là cái phóng tâm ấy nó khởi lên nhiều quá thì mình đang nghĩ hay buông bỏ đi và quay về nhận biết hơi thở. Và mình cũng không được khởi lên cái ý nghĩ nào, không khởi lên một phóng tâm nào. Và mới đang ở trong cái giai đoạn là mình mới tập sự ấy, thì mình phải chấp nhận để cho những cái phóng tâm này nó lắng xuống dần dần, chứ không thể là mình muốn nó hết mà nó hết ngay tức khắc được. Mình càng muốn nó thì càng đè nén tâm mạnh thì nó lại càng bị loạn tâm lên. Cho nên là không đè nén nhé, cứ để cho nó chuyển hóa một cách tự nhiên. Thì có những cái phóng tâm nó có hại, mà có những cái phóng tâm nó không có hại. Có những cái phóng tâm đó là những cái phóng tâm liên quan đến các phiền não, như phóng tâm những cái suy nghĩ miên man khởi lên tham dục, khởi lên sân hận, bởi nên những cái hoài nghi, bởi những cái phóng tâm đang sang, thì những cái phóng tâm ấy nó có hạn, mình cần phải chấn áp và chế ngự ngay. Khi nó khởi lên mình cần không được nghĩ chuyện này, phải diệt trừ, phải buông bỏ cái suy nghĩ này đi. Còn có những cái phóng tâm ấy nó lại không có ảnh hưởng nhiều, đó chỉ là một vài cái suy nghĩ lãng mạn, nó không vui không buồn, không có cảm xúc, không có phiền não gì ở trong đấy, và nó không ảnh hưởng gì đến cái sự nhận biết của mình. Thì mình cứ mặc kệ nó, nằm nơ nó đi, không bận tâm, không quan tâm đến nó. Chứ không cần là phải là tuyệt đối không có một niệm phóng tâm nào khởi lên, mà cứ cố gắng ép cái tâm ở cái mức độ đấy thì nó bị căng thẳng. Thì cứ thản nhiên với những phóng tâm ấy và cứ hành thiền cùng với cái phóng tâm ấy. Rồi khi cái chánh niệm mình nó mạnh lên, cái phóng tâm nó sẽ yếu đi. Khi nào cái chánh niệm của mình yếu thì cái phóng tâm nó mạnh. Cái nào trái niệm của mình mạnh thì cái phóng tâm này nó yếu, chứ nó không bao giờ hết một cách tuyệt đối. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Con sư sư một câu hỏi nha. Chúng ta là thiền có những chú tâm tiên con đó như với ta và như ta cũng tương đối rồi. Con cũng không hiểu tại sao mà con vẫn còn phóng tâm mà như với ta cũng không hết ạ. À vẫn nhưng người ta vẫn còn mà vẫn còn phóng tâm ạ. Đấy thì khi cái tâm của mình nó càng định tĩnh thì nó lại thấy những cái phóng tâm đó nó càng rõ ra. Giống như là khi mà cái mặt nước mà nó trong thì mình sẽ nhìn thấy tất cả những cái cặn đục ở trong đó, cái bẩn đục ở trong đó mình cũng sẽ thấy hết. Mà một cái gương của mình nó sáng rồi thì mình sẽ thấy hết những cái bụi dù là nhỏ thì không sao cả. Khi mà mình có được một chút định thì nó sẽ có ánh sáng, nhưng mà cái định đấy nó mới chỉ là một chút định còn yếu thôi, nó chưa phải là đã mạnh, nó chưa phải là ở mức độ cao nhất. Cho nên một vài những cái phóng tâm, những cái tạp niệm, những cái tư tưởng nó vẫn sinh, nó nem nổi vào, nó nem nổi vào là chuyện bình thường, không sao cả. Chỉ có cái là khi mà mình càng định sâu hơn thì những cái phóng tâm ấy nó sẽ càng lắng xuống, và nó sẽ càng nó vẫn còn chứ không được, nó không phải đã hết được. Thì khi nào mình đạt đến mức định cao nhất, khi nào vào đến gọi là diệt tọa tận định ấy, thì lúc đấy mới hết tuyệt đối, còn thế nào cả. Chứ còn vào các tầng thiền rồi đôi khi nó vẫn còn nén nổi một chút những cái tạp niệm là những cái vi tế nó vẫn sinh, nhưng không sao hết, để không ảnh hưởng gì đừng có lo. Sa đủ, sa đủ, sa đủ, con kính thưa sư ạ.